thông báo, ban quản lý chợ xin thông báo, hiện nay có một đối tượng móc túi trong phạm vi chợ. Quý bà con tiểu thương và bà con đi chợ hãy cẩn thận và đề phòng kẻo bị móc rách túi. Nếu phát hiện ra đối tượng, xin hãy báo ngay cho bác Tám bảo vệ. Xin lưu ý, nhớ nói lớn vì bác bị lãng tai. Báo cho bác Tám bảo vệ để bác Tám báo cho ban quản lý chợ, để ban quản lý chợ báo cho giám đốc chợ, để giám đốc chợ báo cho chủ tịch chợ, để chủ tịch chợ báo ngược về cho bác Tám, để bác Tám vận động bà con lại an ủi và chia buồn với người bị móc túi. Lưu ý, chỉ báo giờ hành chánh, đừng báo giờ khác mà hành sát nhân viên. Thứ bảy, chủ nhật, lễ nghỉ, ngày rằm ăn chay. Xin cảm ơn. Chúc quý bà con cho một ngày đi chợ đúng giá. Mọi người ơi, yes, sorry. Khổ cũng phải nên mua vé số, ra đường ra phố là sẽ thấy bán vé số. Nếu chúng là trời cho mà không chúng là trò chơi, trời cho trò chơi, trời cho trò chơi, trời cho trò chơi, chơi chơi chơi, oh yeah, vé số. Nè mấy cưng, nè mấy cưng, đi bán chỗ khác đi, tủ ra đi bán đi, còn chỗ này là của chị trù. Yes, số đi, yes, số đi. Ý chị gái, mua giùm em tờ giấy số đi chị. Không mua hả? Ý anh trai trai, anh bán rau, mua giùm em tờ giấy số đi. Sao mai mua hết vậy trời? Ý anh đẹp trai, anh đẹp trai, anh đẹp trai, mua giùm em tờ giấy số cầu mai đi anh đẹp trai. Không mua. Mua giùm em một tờ giấy số đi mà. Không thích ăn thua. Anh năn nỉ anh luôn á, mua giùm em tờ giấy số đi. Đã nói không mua ơi, trời cái gì vậy? Sao lụa lên bờ? Quỷ hà. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Anh em nói nghe nè, mua giùm em tờ giấy số đi. Giấy số nhiều tờ? Dạ, số em chỉ có 10.000, mua giùm một vé 10.000 đi anh. 10.000 một vé đó anh, mua tờ giấy số biết đâu làm giàu. Mắc quá em ơi. Mắc hả? Anh đẹp trai, em bớt cho anh nha. Bớt nhiêu? Số em chỉ có 5.000, mua giùm một vé 5.000 đi anh. Vẫn còn mắc em ơi. Vẫn còn mắc hả? Ừ. Được rồi, tại vì anh đẹp trai, em chơi khô máu với anh luôn. Số em khuyến mãi tuyệt vời, cho nè cứ lấy khỏi tiền nha anh. Trời. Ơi, em không lấy tiền rồi làm sao em sống? Làm sao em sống hả? Ừ. Ba má nuôi. Ba má làm gì mà nuôi? Ba má mở đại lý bán vé số á. Trời ơi, bán đại lý vé số giàu thiệt giàu, rồi đi bán vé số làm chi? Bán vé số cho ba má thấy mình cơ cực, ba má nuôi mà số xui, ba má không nuôi nên cuộc đời em vẫn còn cơ cực. Tội nghiệp quá à. Dạ em tội nghiệp lắm anh, mua giùm em một tờ giấy số. Anh mua cho em một tờ mà hôm nay có đài gì nè? Dạ hôm nay thứ sáu em có ba đài, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương. Anh muốn mua đài nào? Vũng Tàu. Dạ hôm nay thứ sáu em có ba đài, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương. Anh muốn mua đài nào? Vũng Tàu. 250. Chi vậy? Bắt xe giường nằm xuống Vũng Tàu mua. Con bé thiệt là đáo để à. Quỷ hà. Nhưng mà số anh xui, vậy anh mua số mấy? Số xui hả? Số xui khỏi mua. Sao vậy? Xui quá, mua chi? Số anh hên. Số hên hả? Hên khỏi mua. Sao vậy? Hên quá, mua làm gì? Số anh bình thường. Số anh bình thường hả? Ừ. Bình thường khỏi mua. Sao vậy? Không thích bán những người quá bình thường. Trời ơi. Trời. Con bé thì là táo để à. Quỷ hà. Nói chuyện anh khát nước muốn chết mà không bán được tờ nào hết. À. Chị Năm, cho chai nước xăm. À, đợi tí có liền. Dạ. Trời ơi, em kêu nước mà có dần vậy luôn á hả? Trời ơi, em là cô gái kêu nước dần nhất khu chợ này đó. Ê, vậy chị em kêu đồ ăn sao? Đồ ăn hả? Ừ. Dễ ẹt. Ý, chú Út, trái bịch, trứng cút. Trời. Ok. Anh Bảy, cho cái giò, cháo quầy. Hay quá à. Kêu cái món này hot nhất hiện nay luôn nè. Món gì vậy em? Ok, chị đang nhai, cho tô mì cay cấp độ 12.
Rồi, 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 rồi. Nhưng mà em còn kêu cái thứ gì khác được nữa không? Trời ơi, anh thích lắm hả? Thích, thích, thích. Thích thì em kêu hết cái chợ cho anh luôn. Kêu cho anh nghe đi. Kêu nha. Ừ, để em kiếm coi. Ý, anh mặc rộ, chiếc áo thun ba lộ. Hay quá, vậy mới hay nè. Vậy mới hay. Tiếp luôn, tiếp luôn em. Tiếp luôn hả, tiếp luôn hả? Tiếp luôn, tiếp luôn. À, chị đang xăm chân mày, cho em cái quần dài. Trời ơi, tiếp luôn, hay quá. Tiếp luôn. Ok, anh tin tưởng, cho em cái quần lần. Kêu cái này mới xuất sắc nè. Em kêu món gì vậy? Kêu xuất sắc lắm luôn. Em kêu anh nghe đi. Nè nè nè, để kiếm, để kiếm, để kiếm, để kiếm, để kiếm, để kiếm, 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 kiếm. Ok, ok. Đâu, anh đang quỳ, anh đang quỳ. Cho em cái quần. Ê! Cái quần gì? Cái quần sọn. Thiệt là đáo để à. Anh lừa em. Anh vui quá trời luôn á, nãy anh giờ em làm anh vui lắm. Vui, mua giùm tờ đi. Anh vui quá, anh không mua đâu. Bà chủ ghi sổ. Ghi sổ quay. Trời, con quỷ, mày nói nãy giờ làm tao khô nước miếng mà mày không mua cho tao. Tao nói cho mày biết nha, tao á không phải là con bóng dạng dừa đâu, tao là loài bóng trụ đó. Là sao? Là trụ cột của những loài bóng. Bà là con bóng ăn hại. Trời, con quỷ, mày dám nhái chị nói cho mày biết nha, chị trù cho mày trời tru đất diệt. Quỷ hả? Trời, sao nói chuyện nãy giờ mà không có nước sâm vậy? Chị Năm, cho em một chai nước sâm. Rồi, chửi quá hà. Nè, ê, nước sâm nè. Cái gì vậy bà nội? Không cắm con gì, nó quậy, nó đạp dữ lắm. Nó đạp hả? Nó đạp hả? Đạp thì qua đây đi. Sao vậy? Tự nhiên à, tôi biết tương lai con bà làm gì luôn nè. Ủa làm gì? Cầu thủ đá bóng. Ủa làm sao? Nói gì nó đá vô mặt tôi không mà má. Thôi nha, mệt quá. Trả tiền tao chai nước sâm đi, 8 ngàn. Cái gì? Chai nước sâm này 8 ngàn? Ừ. Em muốn mua nửa chai. Chị bán một chai, không có bán nửa chai. Nhưng mà em còn 4 ngàn, bán em nửa chai. Ủa sao bán nửa chai? Em có cách làm cho thành nửa chai. Làm sao? Anh em nửa chai. Nửa chai. Ờ. Bán em nửa chai. Bán mày nửa chai. 4 ngàn. Cái gì kỳ vậy? Mày uống hết một chai nước sâm mà trả tao có 4 ngàn. Em uống hết một chai nước sâm hồi nào? Nãy giờ em uống có nửa chai. Ủa là sao tao không hiểu? Không hiểu hả? Lấy thêm một chai nước sâm nữa, em ví dụ cho chị hiểu. Nè, nè, một chai nước sâm 8 ngàn. Em muốn mua nửa chai. Chị bán một chai, không bán nửa chai. Em còn 4 ngàn, bán em nửa chai. Ủa làm sao nửa chai? Em có cách. À, nửa chai. Bán em nửa chai. Bán mày nửa chai. Nửa chai 4 ngàn. 4 ngàn. Cái gì kỳ vậy? Mày uống hết 2 chai mà mày trả tao có 4 ngàn. Nè 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 nè, chị đừng có nói vậy nha. Nãy giờ mọi người ở đây làm chứng cho em. Bây giờ em mua có nửa chai 4 ngàn. Em muốn nãy giờ có nửa chai. Trời đất ơi, bây giờ làm sao? Mày hãy đợi đây. Chồng ơi. Chuyện gì? Thằng đây uống nước của em. Tiền không được. Hồi nào mà con trả rồi? Trả hồi nào? Bình tĩnh đi, để anh giải quyết liền. Giải quyết đi mệt. Chào tráng sĩ. Sao vậy? Sao tự nhiên kêu người ta là tráng sĩ vậy? Xin lỗi chị. Em mà con chưa đẻ sao muốn bà vú về sớm vậy? Trời ơi, bà vú hồi nào? Cái thằng quỷ này nè, nó uống 2 chai nước sâm mà trả em có 4 ngàn. Dám uống quỵt của gia đình mình. Ừ. Em chờ nó đi, anh qua anh chơi nó khô máu luôn. Chơi nó khô máu đi nè mà. Tao nói anh đánh nó không được. Sao vậy? Nhìn sơn môi nhớ ngoại anh xưa nhai chầu quá. Trời ơi, mình ơi, thức tỉnh đi. Em tin mình, con tin mình, nó không phải bà ngoại của mình. Em yên tâm, lần này anh hứa với em, anh qua anh chơi nó khô máu luôn. Xuất đi mình. Nè. Càng ngày càng giống bà ngoại. Giờ làm sao? Ai có cách rồi? Yêu nghiệt, hiện nguyên hình. Gì vậy? Kính chiếu yêu. Chiêu.
Nè bà vú, tại sao lại đây uống quỵt của gia đình tôi? Nãy giờ em uống quỵt hồi nào? Em mua nửa chai, em trả tiền đàng hoàng. Nửa chai 4 ngàn. Là sao, giải thích cho tôi nghe. À, đừng đừng đừng, mình ơi đừng nghe nó giải thích. Nãy giờ em nghe em rối dữ lắm. Em cứ bình tĩnh với con mình được làm thủ lĩnh nha em. Trời hay quá mình ơi. Ở đây tôi là người bình tĩnh nhất, cậu giải thích cho tôi nghe. Muốn giải thích đúng không? Cho em mượn một chai nước xăm đi, em giải thích cho anh hiểu. Nè nước xăm. Đây, một chai nước xăm 8 ngàn. Chai nước xăm này 8 ngàn. Em muốn mua nửa chai. Xin lỗi cậu, ở đây bán một chai chứ không bán nửa chai. Nhưng mà em còn 4 ngàn, bán em nửa chai. Làm sao cho nó thành nửa chai? Em có cách làm thành nửa chai. Đâu? Uống giùm đi. Sao vậy? Bây giờ uống nhiều quá uống nổi. Rồi nửa chai. Nửa chai bán em nửa chai. Đây 4 ngàn. Có gì đâu mà rối. Anh thấy rất là bình thường, không có gì rối hết. Trời đất ơi, hồi nãy em cũng như mình vậy đó. Sao mà mình ngu quá vậy mình? Nó uống hết 3 chai nước xong mà chả có 4 ngàn. 4 ngàn đúng rồi, có đâu rối. Trời em giận quá, em nóng quá, nó quỵt tiền của mình đó. Em cứ bình tĩnh. Bây giờ có chịu trả tiền không? Làm gì mà hung dữ quá vậy? Bây giờ không có tiền, có vé số được không? Bây giờ gia hạn mày từ đây đến 4 giờ chiều mà mày không bán hết cọc này trả tiền cho hai vợ chồng tao là tao xúc mày luôn, biết chưa? Trời ơi, được, tự nhiên xúc em vậy? Ê, tí đi mày! Bóng băng hại của mà. Sao vậy? Sao anh kêu em là bóng băng hại hết vậy? Em băng hại hồi nào? Cướp! 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 Trời ơi, bà điên, bà bầu bị điên, bà bầu mà đi bắt ăn cướp. Đi bán cái số tiếp. Vé số đi, vé số. Anh mua giùm em tự số đi anh. Chị mua giùm em tự số đi chị. Vé số. Ây da, cái gì vậy? Trời ơi, gặp trai đẹp. Bây giờ mình phải làm sao đây ta? Bây giờ ta biết làm sao? Bây giờ muốn biết làm sao chỉ tôi ra khỏi chỗ này liền đi. Ok. Biết đường không? Dạ, biết. Chỉ tôi. Không chỉ. Sao vậy? Làm giá. Bây giờ làm sao mới chỉ? Hung cái đi chị. Chị! Ở đường này ra tới ngã tư. Rồi. Ngã tư quẹo phải gặp công an liền. Như vậy thì rất là phiền. Quẹo qua bên trái chính quyền kế bên. Cuộc đời muốn hết bấp bên, mua tờ giấy số là hên liền à. Bởi vậy anh chớ la cà, đi đâu cũng vậy, về nhà với em. Mày bây giờ mua một tờ là chỉ liền đúng không? Dạ. Bán một tờ giấy số. Nếu mua một vé em sẽ giúp anh. Thích đi hướng kia hoặc đi lối này. Đi từ trong này ra tới ngoài kia, cứ thế anh đi từ sáng tới chiều. Mày chỉ vậy sao đi? Thì anh mua một tờ, em chỉ đại khái thôi. Anh mua 2 tờ đi, em chỉ chi tiết cho. Rồi, 2 tờ. 2 tờ đúng không? Ừ. Nếu mua 2 vé thì sẽ tốt hơn. Ừ. Bước qua cái mương, vượt qua cái rào. Rồi. Đi từ trong ảo ra tới bồng minh, cứ thế anh đi từ sáng tới chiều. Mày điên hả? Tao mua mày 2 tờ mày cũng chỉ y chang vậy là sao? Nếu mua 3 vé thì xuất sắc luôn. Ừ. Xuống hỏi chiều quanh hoặc hỏi má chào. Không thì Quỳnh Lập qua tới dịp tiên, hỏi tới hỏi lui từ sáng tới chiều. Mày điên rồi. Tao mua mày 3 tờ vé số, mày bắt tao hỏi hết người này tới người kia là sao? Tại vì em không biết đường. Không biết đường bắt tao đứng đây làm gì? Phải thấy anh đẹp trai muốn nói chuyện làm quen. Tao lau, tao tự kiếm đường. Anh ơi, anh đừng đi. Anh đừng đi, có thể sẽ mãi mãi mất anh. Xin anh anh ơi, anh đừng đi. Là con ơi, anh đừng đi. Anh cướp đá ngoài kìa bà con ơi. Anh cướp. Ban quản lý chợ xin thông báo, hiện nay đối tượng móc túi đã bị bắt bởi bé bóng chủ. Vì vậy không cần báo cho bác Tám bảo vệ vì bác vừa nghỉ hưu. Xin bà con tuyên dương và trao phần thưởng người tốt việc tốt cho bé bóng chủ. Xin cảm ơn.
loài bóng trụ, là trụ cột của những loài bóng. Đúng là chuyện tào lao trong cái chợ Tựa Lừa. Nói chung là em cảm thấy anh Tú hôm nay rất là dễ thương. Dễ thương, đáng yêu một cách khủng khiếp. Muốn nhào lên hôn một cái. Lên nhận chị em đi. Cái gì nữa, cái hình tượng soái ca của anh Tú bây giờ là nó không còn, nó sụp đổ hết tất cả hoàn toàn rồi. Đó, bây giờ lên nhận chị em đi. Tú chủ động chọn cái hình tượng một cái nhân vật rất là kinh điển của chú Nhật Cường. Chú Nhật Cường đã thể hiện một cái vai này rất là thành công rồi. Cho nên là bạn Tú muốn một lần được thử sức sử dụng cái chất liệu thôi, nhưng mà mình tạo ra một cái hình khác, một cái cách thể hiện khác. Chị cảm thấy là Tú hôm nay duyên dáng. Tức là sao? Câu chuyện của em lại là câu chuyện vô thưởng vô phạt mà vẫn bắt gặp nhan nhản hàng ngày trong cuộc sống này. Hôm nay bản thân chị nhìn nhận là Tú làm rất tốt, đúng không quý vị ạ? Em đã chọn cái nhân vật khác những nhân vật trước đây để em lột xác. Thì thật sự đây là một cái hình tượng khó mà dễ, dễ mà khó. Một cái lột xác rất là ngoạn mục của em. Chị ghi nhận một cái điều là em vẫn giữ được phong độ. Chị dù sao thì cũng rất là chúc mừng và mong là nếu mà dòng tới em xuất hiện nữa thì mong em suy nghĩ nữa, tìm nữa, độc chiêu hơn nữa để đừng phụ lòng chị Kiều Oanh đã từng ái mộ tài sắc của em. Chúc mừng sinh nhật bé Tuyền. Con bây giờ á con, con nhắm mắt lại, con thổi nến rồi con ước đi nha. Đúng rồi bé Tuyền, em ước đi, em ước cho ba em trúng số để đừng có đặt xích lô nữa. Đúng rồi đó con, cho ba con trúng số đi để cha con chú được nhờ. Đấy. Nghe nè, nó nghe nè. Hả? Gì? Bây giờ á, nếu mà tôi có điều ước á nha, là tôi chỉ ước sao á, tôi làm thật là nhiều như công việc, tôi có tiền, sau đó tôi đi chữa mắt cho con gái của tôi. Tôi giỡn với ông vậy thôi chứ làm gì có. Ê đó, Tuyền ơi Tuyền, con ước xong rồi phải không? Bây giờ là tới tiết mục văn nghệ đặc sắc lắm luôn. Bây giờ là tiết mục mà ba đã đầu tư tiền bạc thuê một nhóm nhạc Hàn Quốc sớm mình biểu diễn cho con xem. Và bây giờ là nhóm nhạc GOS. Ôi vậy hả? Ôi bà Thái! Sao vậy? Sao hết nhạc rồi sao mà giật hoài vậy? Điện là chị giật rồi. Trời ơi, ba ngủ ba. Bình tĩnh. Trời đất ơi, nó bị điện giật lấy cái sắt chọt lên sao được. Đây để xuống lấy ra cho hai cho con được. Mười, cảm ơn anh Vũ đã hy sinh giả gái để làm cho con vui. Ừ vậy hả? Ba, con nói ba nghe nè, mấy tiết mục này á là con thích lắm. Nhưng mà thần tượng của con á là người khác. Thần tượng của con là người khác là ai nè? Thần tượng của con á là nhóm kịch X-Drone. Nhóm X-Drone. Con gái, có nghĩa là con thích nha, mấy anh trong nhóm biết rồi lắm hả? Dạ, ba, mà con có một ước mơ nha. Con ước mơ là được gặp mấy ảnh diễn ở ngoài đời á. Để sau này á, thí dụ mà cuộc phẫu thuật mắt của con không thành công á, thì được một lần như vậy con cũng vui rồi. Không được, con không được nói vậy hay không? Rồi sau này cuộc phẫu thuật mắt của con sẽ thành công mà. Lúc đó mắt con sẽ sáng lên. Không chỉ con nhìn thần tượng mong một lần nha, mà nhìn cả trăm, cả vạn, cả tỷ lần luôn, con hiểu không? Dạ. Nè, mấy anh nít rồi á, diễn ở đâu vậy? Sân khấu kịch X-Rô. Vậy giờ con muốn đi coi kịch X-Rô lắm hả con? Dạ. Bây giờ mấy ảnh diễn ở đâu vậy? Coi có tiền đủ không mà đi. Có tiền đối với tôi tiền là bình thường nha. Trời đó đừng có khi dễ tôi nha. Mặc dù đạp xích lô mà tiền đối với tôi là không thiếu nha. Bây giờ nè, bao nhiêu vé? 120. 4 người nhiêu? 408. Không có sao, đối với tôi không có tiền thiếu. Thiếu 400.
Thôi được rồi, bây giờ gì bây giờ mình còn mấy tiếng nữa mấy anh diễn. Bây giờ là mới có 7 giờ, còn 1 tiếng nữa mới tới. À còn 1 tiếng nữa tới hả? Thôi được rồi, tôi sẽ tranh thủ 1 tiếng đó chạy vài cú rồi kiếm tiền mua vé ra cho mọi người đi xem ha. Dọn ra nè. Đợi từ, đợi ba chút xíu nha con. Đây. Con gái, lên xe đi con. Rồi, giờ chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Dạ rồi. Mình sẽ lên đường đi xem kịch It's Show. Hey. Đi vô cửa xe. Dạ. Rồi, con gái xuống đây. Từ từ thôi con. À bây giờ nha, con chịu khó vô trong chú Mười. Đợi ba chút xíu nha. Mình làm ba có tiền này kia rồi mua vé vô coi ha. Dạ. Ba đi cẩn thận nha ba. Ba đi cẩn thận. Cứ yên tâm đi. Tôi coi nó như con cháu trong nhà vậy đó. Vậy ha, đi không được bao giờ tôi bỏ nó đâu. Anh Dương Cường kìa. Dương Cường ơi, chụp hình ảnh đi. Thôi kệ hai cho con, thôi đi con. Thôi để ba dắt con vô nha, ngoan ngoãn nha. Nè coi con của tôi giùm nha. Ba đi về sớm nha ba. Rồi được rồi, yên tâm đợi ba nha. Đứng lại. Cái gì đó, đứng lại cho bà chém tôi hả? Đứng lại cho. Cái gì đó, sói đậu. Ôi, ông kia, để xong là chồng mà, sao để cho vợ mình bầu bì mà vác dao chém ông, hả? Còn ba nữa, bầu bì ở nhà dưỡng thai đi, ra đây làm gì, chém bà làm gì? Ông đó, suốt ngày cứ nhậu nhẹt, không lo chăm sóc tôi nói cho ông biết nhà tôi sắp đẻ rồi đó. Đẻ gì mới 8 tháng đẻ trời. Ai đó ông, ngày hôm nay là 9 tháng 9 ngày rồi đó. Ông mà không tin ông hỏi ông đi. Đúng rồi đó, vợ tôi biết mà. Lên tội ơi. Lên bên cha. Cảm ơn cha, cái gì? Biết 9 tháng 9 ngày luôn hả? Tao bay lên lỡ miệng thôi. Mày ngoại tình với mày. Không có nha. Ok mày luôn á. Ê đừng có giỡn nha. Đừng có giỡn cái này nha. Đừng có giỡn mà. Đi ngay cho tao cha. Không phải đâu, ông hiểu lầm. Ông xỉn rồi kìa bà ơi. Anh nói ông tiếng đi. Cháu. Cái gì? Đẻ. Nó đẻ. Đẻ đi, hỏi tôi chi. Lên nhanh. Từ với bà. Rồi chưa. Rồi chưa. Chạy thôi. Ráng đi. Chú ơi, chú chạy nhanh đi chú ơi, đau quá. Thông cảm đi, lần này tôi chở nó 4 người, sao phải chở 3 người đâu. Ở đâu ra 4 người? Chứ con mày không tính hả? Đúng quá, mày có xứng đáng làm cha đó. Đúng rồi, mày có xứng đáng, tao mới xứng đáng nè ha. Cảm ơn cha. Suốt ngày đâu lấy vợ tôi hoài vậy? Bà bậy lên lỡ miệng đó mà. Trời ơi, lỡ miệng thôi, leo lên đi, đau quá. Leo lên hả? Leo lên. Yên tâm đi. Sao dừng vậy? Từ thôi. Từ. Mà nó dính xe đau quá nè. Dắt vào ngoài đường cái. Sống như thế nào? Leo đơn. À vậy hả? Sức khỏe mà ra sao? Khỏe. À, dễ thương quá ha. Cho xin số điện thoại nha. Chi vậy? Mày định cua tao hả? Không phải. Cái tay kế bên của ông hàng xóm dễ thương đẹp trai lắm. Không chín, 9911. Đừng có la nó bắt chạy liền bây giờ đó. Ôi làm cái gì mà mọi người quýnh quán quá vậy? Bây giờ ông sắp đẻ đó. Hả? Ủa sắp chạy luôn chị? Gặp bà đẻ, xui lắm. Thôi lên tiếp đi, lên tiếp đi. Lên tiếp đi. Đau quá nè. Rồi bình thường. Ráng chịu đợi chút xíu nha. Tới rồi, từ từ thôi. Vô đẻ lại lên. Rồi vô đẻ đi. Đỡ em đi mình ơi. Từ từ. Tôi vợ tôi vô cái. Cha ơi cha. Vợ con cha. Xong rồi, vợ ông vô đẻ đó. Vợ ông vô, tới ông đẻ đi. Alo. Trời về chưa?
30 phút nữa là kịch diễn rồi kìa. À, chưa có về được đâu. Chưa có về được đâu. Ông nói với con gái tôi đợi tôi chút xíu nha. Lẹ đó. Tôi biết rồi. Alo, alo, tôi đã nói rồi, đợi tôi chút xíu mà sao gọi tôi hoài vậy? Ba ơi, con nè ba. Con gái hả? Có chuyện gì vậy con? Ba ơi, nếu mà ba không kiếm đủ tiền để đi xem mấy anh ít rồi diễn á thì bữa khác mình xem cũng được, không có sao đâu ba. Không có đâu, bằng mọi giá con phải xem chứ, con nói sao vậy? Hả? Nhưng mà trong vòng nửa tiếng thì làm sao ba đạp xích lô kiếm ra 400 ngàn được? Không có sao đâu con, không có sao đâu. Ba sẽ kiếm được mà, chờ ba nha con. Sao chứ? Dạ con không có sao chú ơi. Cái tay cậu chạy xước rồi kìa. Dạ không có sao. Đợi tôi chút, đợi tôi một chút. À chú. Đợi tôi một chút nha. Rửa vết thương cho cậu nha. À. Ráng chịu khó một chút nha. Thôi. Sao chú đầy đủ dụng cụ y tế hết vậy? Có gì đâu. Tại vì con gái của tôi á, nó không có thấy đường, cho nên lúc nào tôi cũng phải đem theo những dụng cụ y tế vậy nè. Để lỡ nó có chuyện gì á, tôi phải ứng phó kịp. Dạ con cảm ơn chú. Băng bó cẩn thận nha. Dạ anh gì đó ơi. Dạ hồi nãy tụi kia nó có cướp cái gì của anh không? Dạ không anh. Ừ mà cái chiếc xe của anh hồi nãy bị ngã nó hư rồi, bây chết giờ rồi. Không có chạy được nữa. Anh ơi bây giờ anh giúp em á, anh giữ giùm em chiếc xe được không anh? Được, ngày anh... mai ngày mai em quay lại em lấy. Rồi anh cứ yên tâm. Dạ chết rồi bây giờ. Chú có thể chở con đi được không chú? Chú bây giờ con gấp quá, chú chở con đi giùm đi. Cậu leo lên, cậu leo lên. Dạ con cảm ơn chú. Ủa mà cậu nè. Dạ. Cậu đi đâu mà gấp vậy? Dạ con tới sân khấu ít rồi chú ơi. Ủa cậu đến đó xem kịch hả? Dạ không, con là diễn viên ở đó. Ủa chú sao vậy chú? Cậu nói đến đó cậu là diễn viên hả? Dạ đúng rồi. Vậy có nghĩa là cậu cũng là thành viên trong nhóm ít rồi hả? Dạ đúng rồi. Hay quá. Con gái của tôi thích mấy cậu diễn lắm á nha. Hôm nay nó đi xem mấy cậu diễn nè. Vậy sao bây giờ ngồi xích lô tôi vậy? Ý chú còn đang gấp mà chú. Quên luôn. Nhanh chú ơi. Con cảm ơn chú. Chú bao nhiêu cho con gửi tiền chú ơi? Không cần tiền đâu. Chỉ cần cậu giúp tôi một chuyện thôi. Chuyện gì chú nói đi, con giúp được là con giúp liền à. Trời ơi ông ơi, sao giờ mới tới vậy hả? 2 phút nữa là kịch mở màn rồi đó. Không có mở màn được đâu. Sao vậy? Dạ chào anh. Bà Đức kìa. Ngươi mà. Bà ơi, Bà Đức kìa. Đâu bà Đức đâu? Dạ. Anh Bà Đức, anh Trình. Cái gì mà cương dép chân tép băng tại cái chân là cái anh này nè. Chết rồi. Em ơi bình tĩnh, bây giờ anh đang rất là gấp, có gì là lát nữa sau giờ diễn anh gặp em sau ha. Chú cần con giúp cái gì chú nói lẹ đi, con bận quá. Đơn giản thôi. Dạ. Chỉ cần cậu dắt con gái tôi với hai cái người này vô trong đó xem kịch là được rồi. Dạ được mà chú, dễ mà. Con sẽ giúp chú. Đi theo anh nè. Đi vô. Ủa ba ơi, ba à? Sao ba không vô coi kịch chung với con vậy? Thôi con vô trong đó xem với chú Mười với anh Vũ đi nha. Bởi vì quan trọng nhất của con á là phải gặp thần tượng của chính mình, con hiểu không? Còn ba thấy trời nó còn sớm nữa, để ba đi chạy xe cuốc nào hay cuốc đó, có đồng nào hay đồng đó để ba. Em muốn gửi cái tiểu phẩm này đến cho ba mẹ của em.
Tại vì ngày xưa ba mẹ cũng vất vả với em. Ba em cũng từng chạy xích lô mà đi mua sữa cho em. Mà người bán sữa người ta nói xích lô vậy có tiền mua sữa không? Dạ. Cho nên là em muốn dành tiểu phẩm này đến cho ba, cho mẹ và đặc biệt là ba. Hết. Chị tặng em miếng giấy trước rồi hai mình nói chuyện tiếp được không? Dạ. Tại vì rất là mệt đúng không? Chị thấy em rất là mệt. Chị thì thực sự chị rất là thích. Cái thích ở đây là cái tứ kịch nó lạ, nó mới. Mỗi người đều có thần tượng cho riêng mình. Thì đây cũng là một cách thần tượng. Người con thần tượng nhất chính là ba đó ba. Bất kỳ ai cũng có được một cái thần tượng cho mình. Ai cũng phải có một cái tấm gương đó mà mình soi theo. Thần tượng thì đó chỉ là một cái cột móc sống thôi. Đừng làm như thế nào để cái trang văn hóa thần tượng nó không bị tiêu cực đi. Nó phải là một cái mảng màu tốt trong cuộc sống của mình. Thì đối với Lập nhiều thần tượng lắm. Ở đây nè, ngồi đây là hai bức tượng đài rất là dữ dội nè. Thì bên cạnh đó cũng có rất là nhiều cái đa cái đề, như là chú Thành Lộc, chú Hoài Linh, chú Hữu Châu. Và bản thân tất cả trong lòng tất cả mọi người thì lúc nào về cái cuộc sống, cha mẹ vẫn luôn là thần tượng lớn nhất trong cuộc đời của mình. Dạ, cảm ơn Thành Lộc. Ngày hôm nay em lại cho chị được thấy khi mà em một mình một ngựa, không có Tuấn Dũng ở đây. Thì nói thật sự, chị không biết em có thần tượng chị không, chứ chị thần tượng em rồi. Bỗng ơi, tới giờ ăn rồi. Bỗng bỗng bàn bàn, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hỏng, cháo qua nhà người. Bỗng ơi, bỗng ăn ngoan nha. Trời ơi, cái giếng bự như cái hồ bơi, mỗi lần cho bỗng ăn mệt muốn xỉu. Chị nói giỡn đó, bỗng ăn ngoan nha. Chị Tâm à. Em bị sao vậy? Em mệt loài bản họng. Vậy em làm chi? Em làm cho nó ấn tượng, để em tạo điểm nhấn cho mọi người hiểu rõ hơn về tính cách ngang tàn và bạo ngược của cám em. Nói chung lại là em đang muốn tạo nét, hy vọng sẽ không tét não. Chị? Hả? Chị Tâm nét. Chị Tâm ơi, Tâm đang làm gì ngoài đây dạ? Chị đang... Chị đang... Chị không... Sao? Không, không. Chị sao? Chị ấp à ấp luôn. Chị ấp á uống, có nghĩa là chị đang giấu em cái điều gì ghê dữ lắm nè. Chị Tâm, em cho chị một cơ hội nữa nha. Chị nói cho em biết chị đang làm gì ngoài cái giếng này dò. Thật ra là chị không có làm cái... Không có làm. Chị đứng... Sao? Để... Chị làm gì? Chị lại ấp á uống lần hai. Chị à, em thấy rồi, chị xạo ghê lắm. Em nói chị nghe nè, chị gan quá rồi chị Tâm à. Em với mẹ em cho chị ở trong căn nhà này, đâu phải để cho chị làm cái chuyện gì đó sau lưng em, sau lưng mẹ em, sau lưng căn nhà này. À không, trước sân nhà này. Không quan trọng. Quan trọng là chị đang giấu em cái chuyện gì nè, đúng không? Cám ơi. Chị đang làm gì? Cám ơi, thật sự là chị không có giấu em cái gì cả. Dở. Trời ơi, mệt chị ghê á. Em phải giải thích chị bao nhiêu lần thì chị mới hiểu. Tại vì á, biết sao không? Tại vì em mới ngủ dậy á, cái họng em bị cứng, em phải ra, em giỡn chị, em quạt náo cái miệng em cho nó dẻo, để hồi em ra đầu đền chửi lộn với mấy con mén ngoài đó. Ê, Cám nè,
đã dọn dẹp xong hết rồi, cơm chị cũng nấu rồi, đợi mẹ với em ngủ dậy rồi ăn. Có gì chị dọn dẹp xong rồi chị sẽ ra giặt đồ. Không nói đâu, muốn nghe mệt quá. Nói với em như đàn gãy tay trâu gì đó. Để tôi là trâu trời. À, không, ý em là chị đi chăn trâu đi. À, chị chăn trâu về rồi. Chăn nữa? Trâu đã no rồi. Ai nói chị nó no? Hả? Ai nói chị nó no? Nó không có no. Trời ơi, không tin hả? Em kể chị nghe. Lúc nãy á, em ngủ dậy, xong em đi đánh răng. Em đánh răng em đi ngang qua con trâu nhà mình. Em còn chào nó mà. Em ra nói hello trâu. Cái nó níu em lại. Ô trời đất ơi, trâu làm gì vậy em? Tao đòi qua cả mồi. Hỏi chị chứ, ai no mà làm vậy? Hành xử gì kỳ vậy? Đói. Vậy là chị không biết rồi, để chị đi chăn trâu nha. Chăn đi. Trâu, khoan, đi nè em. À trâu, à quên. Trâu, chị dặn em này nha. Nói nghe nè, em ra ngoài đồng á, em ăn cỏ trong đồng nhà mình. Rủi như mà em thấy con bò nào lại liếm cỏ nhà mình, em cắt cái lưỡi bò nó cho chị nha trâu. Đi đi, chị đi nha. Đi đi. Trâu ơi, ngoan nè. Bữa nay em sao vậy, sao con chịu đi vậy? Đi đi em. Đi nè trâu. Đi đi Châu. Châu ơi. Đây. Đi được vòng cái giếng luôn nè. Không nói. Trời đất ơi, kêu ra cái gì đang bưng tô cơm mà kêu giật giọng hả? Chuyện gì? Nói lại nghe này nè. Con thấy nha, chị Tắm á, dạo này chị ghê lắm. Chị ăn cắp đồ ăn nhà mình cho ai? Cho ai? Dạ. Làm sao? Trời. Chị không hiểu nữa. Vô kể cho nghe. Chính mắt con nhìn thấy chị Tắm nha. Trên tay cầm chén cơm nguội. Ừ. Để mày nghe. Từ trong nhà bước ra, nhìn trước nhìn sau, nhìn xuôi nhìn ngược, quyết định đi tới cái mặt cười. Nó làm gì ngoại? Tạo dáng chụp hình với cơm nguội. Dạ anh, hình đẹp không anh? Hình nhòe hả anh? Cứ kệ nó đi anh. Rồi sao nữa? Sau khi chụp hình xong, chén cơm đã đổ hết rồi, quyết định vô lấy chén thứ hai. Trời ơi. Từ trong nhà bước ra, nhìn trước nhìn sau, nhìn xuôi nhìn ngược, quyết định lăn tới cái giếng. Ôi cha ơi, trời ơi, ôi cha. Rồi sao? Sau khi lăn xong, cơm nguội cũng đổ. Rồi bây giờ lấy chén thứ ba. Trời ơi là trời. Quyết định từ trong nhà bước ra, nhìn trước nhìn sau, nhìn xuôi nhìn ngược, quyết định đi tới cái giếng. Chén cơm nguội trên tay, rải cơm, rải cơm, rải cơm, rải nguyên một chén luôn đó, coi chừng nổi không. Trời ơi, con Tắm nhà này cơm nhà không có mà ăn, nó rải xuống cho thúi nước giếng tao. Không nè, nước giếng không thúi mẹ ơi, nhưng mà rải cơm, rải cơm, rải cơm, bắt đầu nước giếng sôi ùn ụt lên. Ừ, xong cái bắt đầu cơm tan biến mất luôn, không còn đục ngầu gì hết, mất cơm hoàn toàn. Tức là có ai dưới này ăn cơm nhà mình? Có ai dưới này đó? Trời ơi, để mẹ, mẹ, mẹ quậy, mẹ kiếm có ai chứ này. Mẹ, mẹ, cái giếng bự dữ lắm, mẹ không có làm vừa được người ta đâu. Mẹ xuống. Xuống không? Dịnh, dịnh, dịnh cho mẹ. Xuống, 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 xuống luôn. Mẹ nha, dịnh cho mẹ. Rồi, xuống nha con, xuống. Rồi, xuống, xuống. Chút nữa đi con ơi. Hả, hả? Chút, chút nữa. Sau nữa hả? Sau nữa đi, sau nữa. Nữa đi con. Nó mệt mẹ quá. À, cảm ơn cứu mẹ. Được rồi, con sẽ cứu mẹ. Hết hồn. Mẹ ơi, con sẽ cứu mẹ. Con sẽ cứu mẹ, mẹ ơi. Cô
ơi mẹ. Mẹ, con sẽ cứu mẹ. Đợi xíu mẹ ơi. À, à, mẹ ơi, đợi con với. Lên mẹ ơi, lên mẹ ơi, lên. Trời ơi, xức cái đầu tóc mà vô chảy lại coi. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu con. Trời ơi con của mẹ, mẹ sẽ cứu con. Mất chớn, đợi chút nha. Khỏi. Chị để nó đi. Mày trồi lên được cái giếng luôn hả con? Mày ghê á. Mày làm hùng làm điên cái gì vậy? Bây giờ cái con gì ở dưới này nè. Mẹ ơi, đâu phải con không muốn bắt nó lên đâu. Nhưng mà con nhớ nha, để bắt cái con dưới giếng này lên, mình cần có cái câu gì đó. Mẹ. Mẹ. Cái gì? Con nhớ rồi. Nhớ, nói đi. Cái câu nói của nó là. Nói đi. Có câu mà sắc có ngày nên kim. Cám. Con... Nói cái gì vậy? Điếc con mẹ nè. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Mẹ. Mời mẹ ghê cha. Mẹ. Nhớ rồi. Bóng. Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bây giờ chỉ là xanh. Trời ơi. Mẹ. Mày nói cái gì vậy con? Mẹ. Con nhớ rồi. Cái câu đó nó là bóng bóng bàn bàn, nó là một câu thần chú. Bông bông bàn bàn, bông bông ý bàn bàn, lên ăn cơm bạc ý à, cơm vàng nhà ta. Bông bông bàn bàn, bông bông ý bàn bàn, chợ ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Bông 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 bàn 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 bàn, bông 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 bàn bàn bàn, lên ăn cơm bạc ý à, cơm vàng nhà ta. Bông 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 bàn 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 bàn, bông 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 bàn bàn bàn, chợ ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Mẹ ơi, nước giếng sôi rồi, nước giếng sôi rồi mẹ ơi, nó sôi lên được kìa, sôi rồi. Con gì lên, con gì lên. Sao tự nhiên tôi chưa lên đây vậy? Ai đây? Mới kêu gì? Bóng bóng bàn bàn. Bóng xà bàn. Bán xà bông hả? Không, bán vé số. Trời. Mua giùm tao vé số đi chị gái. Không. Mua đi. Không. Mua đi mà. Ủa? Ê! Mày ở đâu trong giếng nhà tao vậy? Hả? Ủa? Ở đâu ta? Hồi nãy nhớ là lúc nãy đi bán vé số, tự nhiên lọt xuống hố. Thấy con nhỏ mỏ hô, hết muốn bán vé số. Bà cha mày, con gái tao nuôi mà mày dám nói mỏ hô hả mày? Mỏ hô nè, mày mỏ hô mày lên đây. Nè, tao nói cho mày biết nha, con bóng đầu đinh âm binh hắc bính. Tao nói cho mày biết, con gái tao đẻ ra mà mày chửi nó mỏ hô hả? Cám. Nè con. Mày nói vậy? Mày nói ai mỏ hô? Hả? Con bóng kia, con bóng thủy tạ đầm sen, con bóng ho hen bệnh tật, con bóng chật vật với cuộc đời, con bóng không thuộc về thời của tao. Tao nói cho mày nghe, tao ha, tao chỉ cần chích một cái mà xì xọ mà chết liền nha mày. Nhưng không, hôm nay tao từ bi hỷ xã, tao tha cho mày. Trời nên là tao muốn mày đi xuống giếng của mày, mày về thành phố của mày, mày nói với loài người là cám tao không hô và cám tao đã từng tha cho con bóng như mày nha mày. Ha. Mua vé số không? Trời. Không mua. Không mua hả? Vậy thôi, đi nha. Bye bye nhỏ, mỏ hô. Trời ơi. Cảm ơn thôi, mỏ hô. Mày ra đây, mày nói mỏ hô. Mày nói mỏ hô. Cám. Mày nói nghe nè Cám. Bây giờ mày làm khùng làm điên cái gì vậy con? Mày phải tập trung vô lôi cái con ở dưới này lên cho mẹ. Mẹ. Con nhớ rồi. Cũng là câu thần chú đó, nhưng mà đọc theo một cách khác. Bông bông bàng bàng, bông bông mí bàng bàng, lên ăn cơm bạc ý à, cơm vàng nhà ta. Bông bông bàng bàng, bông bông mí bàng bàng, chở ăn cơm hầm cháo qua nhà người.
sao? Còn cái đẹp nước sôi thiệt. Trời ơi, né 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 ra là còn gì lên. Còn gì lên. Ba trời. Nè, mày là cái con gì? Bé cá bóng. Bé cá bóng. Mày là con cá heo mặt quỷ thì có đó. Trời mẹ ơi, nó là con cá bóng. Mày thấy không? Con nói đúng chưa? Cá bóng mà cái bụng nó bự, nó có chữa mẹ cá bóng chứ. Đó, bây giờ bắt nó vô. Hai mẹ con mình ăn cả tuần không hết. Ăn cá bóng trứng đi con. Rồi, vô bắt đó. Wow, mạnh dữ. Ta không phải là con bé cá bóng bình thường, mà ta chính là tiên cá bóng được ông Bụt trả lương hàng ngày để bảo vệ cho chị Tắm. Tôi nghe nói mấy bữa nay là mẹ con hai người hành hạ chị Tắm của tôi dữ lắm đúng không? Trời đất ơi, ai ác mồm ác miệng vậy? Tao nói thiệt với mày nghe nha, trong cái nhà này nè, mẹ con tao là thương yêu con Tắm hết mực. Mày nói là Tắm bị tụi tao hà hiếp hả? Nghĩ sao vậy? Ai mà tin chị Tắm? Tất cả mọi người đều tin mẹ con tôi. Phải không em? Em chú em tin chị không em? Em tin chị hả? Cảm ơn em. Em Diễn ơi, em tin chị không nè? Dạ em tin chị. Chị cảm ơn em. Mẹ ơi, mẹ tin con không mẹ? Mẹ tin con. Đó. Đến giây phút này mà còn già mồm. Được, xin mời nạn nhân. Con này sao nó ngông cuồng dễ sợ. Mày thiệt á. Nè, mời chị Tắm lên đây hả? Tưởng ai? Chỉ có một chị Tắm thôi mà. Chị Tắm nói thì ai mà tin? Bây giờ hả chị Tắm hả? Chị đơn phương, chị du quan giáo hòa cho mẹ con tôi thì làm sao chứ? Lại mồm lại già. Được, xin mời ông Bụt. Ta đây. Con nó sao á? Chứ con không phối hợp với người ta. Bởi nè, tự nhiên mời ông này vô chi nữa hả? Không làm được gì hết. Không ai tin những người cho các người đâu. Mọi người đều tin mẹ con chúng tôi mà. Đúng không em? Chú em tin chị không chú ý? Em tin xả cáp con em. Diễn ơi em tin chị không em? Chứ em tin chị. Thôi trời ơi. Làm ơn những lầm chạy lầm thủ nó hết nhân chứng kêu ra. Mày ơi, không mấy mày nhận tội đại đi. Ờ thôi nhận tội đại đi, mệt quá. Tôi xin lỗi nha, không phải là tôi có lỗi đâu, mà tại tôi tôn trọng mối quan hệ của các người. Tôi tôn trọng mấy người. Xin lỗi nè. Thôi đi. Ta nói cho hai mẹ con nhà ngươi biết, không cần phải nói nhiều lời nữa. Tội ác của hai mẹ con nhà ngươi thật là đáng khen. Đáng trừng trị. Trời. Tội ác này cần phải được vạch trần và phải trừng trị từ khi còn là mầm mống. Trời ơi, nói vậy ông là ông Bụt thật hả? Mẹ ơi, không lẽ cuộc đời Cám chưa bắt đầu mà đã kết thúc đoạn hậu như vậy rồi sao? Cám, Cám, Cám ơi. Lần nữa một tràng pháo thật lớn cho tiết mục dự thi của Quang Trung. Mẹ nói về sắc đẹp của Quang Trung ngày hôm nay đi mẹ. Trung thì đẹp rồi. Dạ. Nhưng mà bữa nay đó là con làm như vậy là má nói thiệt không có ai làm lợi con hết. Đem hết bao nhiêu sức tàn lực kiệt, có bao nhiêu chơi hết bấy nhiêu. Khi em chọn cái hình tượng của anh Thành Lộc đó thì rõ ràng là khó khăn cho em đó. Em đang tự đặt một cái sự khó khăn lên em lắm. Vì anh Thành Lộc ảnh cũng biến hóa khôn lường lắm em à. Chị rất là phục em ở cái chỗ rằng là mình dám làm, dám thử sức những cái gì khó khăn nhất. Thì ngày hôm nay ngoài cái diễn là em đã 98%, còn hai cái bông đó là thêm 100 đó. Bạn Trung, bạn chỉ có thể có được cảm hứng thích cái vai này cực kỳ, bạn muốn thử sức.
nếu mà chú Thành Lộc không cho thì bạn không biết phải làm như thế nào nữa. Cho nên là khi được chú đồng ý rồi là cả nhóm rất là mừng, nhưng mà lại rất là lo. Cái vở Tấm Cám thì nó là một cái bản rất là kinh điển và nó rất là hài hước. Cho nên là bây giờ mình mượn cái hình tượng của chú ra làm sao để mà mình ra, mình phá ra một cái tiểu phẩm. Nó vẫn mang cái không khí như vậy nhưng nó phải là của mình. Thì những cái tình tiết mà có bạn ta anh Tú trợ diễn, có bạn Quốc Khánh trợ diễn, thì em muốn nói một cái thông điệp là cái ác cần phải được vạch trần và trừng trị từ trước nước, trong chân nước. Chính xác, đúng rồi. Thực sự là Trung làm cho chị rất bất ngờ. Hôm nay em bước ra sân khấu, em một con người hoàn toàn khác. Một con cám rất điên, một con cám rất duyên dáng, bao hết, một mình cám hết. Đúng là ngắm qua tiểu phẩm này có đặt là diễn là tất cả. Đúng hôm nay Trung cám là tất cả, Trung là tất cả. Tướng em ngoài rất là mỏng manh, nhưng mà em lên sân khấu em diễn á, cái lực nó lửa nó dễ sợ lắm. Em nhạy từng chi tiết luôn á, anh nói thiệt, những cái nét diễn nó khó lắm nhưng mà giỡn đâu, xuất sắc lắm. Cảm ơn cô sư Diệp Tiên. Xin hân hoan chào đón toàn thể tất cả các quý vị, tất cả các bà con và khán giả đang có mặt trong chương trình Đại Nhạc Hội ngày hôm nay. Vâng, và tiếp mục mở đầu sẽ là một nam ca sĩ rất nổi tiếng. Mời quý vị và các bạn đến với nam ca sĩ với ca khúc Buông Tay Nhau Ra. Buông tay nhau ra. Lừa đảo cái gì? Đây có phải Sơn Tùng đâu? Trời đất ơi, thì hồi nãy tôi đâu có nói đây là Sơn Tùng MTV đâu. Chứ đây là ai? À, cái thằng này nó là Sơn Tường, em trai tôi. Trời đất ơi, mọi người bình tĩnh đi, tôi không có lừa đảo, cái này là nói thiệt. Bây giờ ở phía sau còn rất là nhiều tiết mục. Bây giờ là tới tiết mục... Trích đoạn ra duyên anh cưới em. Ê, nhưng mà quan trọng là có nghệ sĩ Hoài Linh diễn không? Có không? Có, yên tâm, bà con bình tĩnh, về chỗ ngồi. Nè, có thiệt không đó? Hả? Có thiệt. Không có đi nha. Rồi không có toàn thay hỏi cái làng này đâu nha. Yên tâm, về chỗ ngồi, bà con về chỗ. Về chỗ. Đi vô coi. Dọn cảnh. Ông Bầu, trời đất ơi, ai làm? Mày làm chứ ai làm? Trời, ông Bầu, ông đừng có giỡn nha. Lần nào tụi mình làm xong á, tụi mình cũng bị đánh hết á. Lần này mà còn giả dạng nữa là nó quậy banh cái đoàn mình luôn. Trời ơi, anh Hoài Linh là thần tượng của mày, mày giả giống nhất thì mày phải làm chứ ai làm. Thì là chú Hoài Linh là thần tượng của con, nhưng mà nếu mà bây giờ bắt chước thì cũng một cái đôi nét nào đó thôi chứ con... Không sao hết, bây giờ là miễn có tiền là được rồi, phải không? Còn không thôi thì bị đánh vài lần nữa không sao đâu. Cứ vô làm đi, miễn người ta cười, người ta vui. Không thôi, con không có làm. Thì vô làm đi, đi vô đi. Ông Bậu, đi. Và bây giờ tôi xin trân trọng giới thiệu tiết mục đinh trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn vở hài kịch Ra Duyên Anh Cưới Em. Chào mọi người. Thằng này chấp thằng, thằng treo chết lặng đặng. Mình chấp mình, số phận cái treo hém hiu. Bởi thân tôi cực khổ, tôi e nghèo, nên vợ tôi nó mới không ở nữa mà nó theo cái nậu đâu. Hey, vợ tôi nó không phải nó đi theo nậu mà nó đi luôn rồi. Nhưng mà bà yên tâm đi, dù sao á, con mót nhà mình á, tôi cũng sắp sửa tôi gả chồng cho nó rồi. Tía ơi, tía, con về rồi nè tía ơi. Tía ơi, con về rồi nè tía. Tía có chuyện gì tía nói với con lẹ đi, thì con lên Sài Gòn nữa. Tía ơi. Bay á, tao nói thiệt chứ bay á, bay mới về chưa có cái gì hết là bay đòi đi rồi. Tía, bây giờ tía có chuyện gì tía nói đại cho con nghe đi, con lên Sài Gòn mà không chuyện nữa. Bà đáng lý ra đó, là tía tính để mấy bữa nữa mới nói, mà thấy bay nôn quá nên tao nói luôn. Tía, cái chuyện gì tía nói đi tía. Tao sắp sửa
Tía gả chồng cho tía. Hả? Ơ, không phải. Tao nói tía sắp sửa tía gả chồng cho bay rồi. Hả? Con thương tía quá. Tía, con nói tía nghe nè. Tía gả chồng cho con là đúng rồi. Ừ. Con cũng lớn rồi. Tía gả con cho anh Lượm đúng không? Thằng Lượm nào hả con ha? Dạ anh Lượm con của Tám á tía. Thằng Lượm con của con mẹ Tám Sumo ha? Dạ. Con râu. Tía, sao vậy? Không bao giờ tía mừng xuôi với con mẹ Tám Sumo. Mà tại sao? Bởi vì ngày xưa tía yêu bà mà bà không yêu tía. Nhưng mà tía với con Tám đâu có lấy nhau đâu. Không lấy nhau tao mới ghét đó. Cái đó là bản năng sĩ diện của một người đàn ông. Nhưng mà con lấy anh Lượm. Ê, con đưa cái đi vô nhà đi. Giặt tới rồi, giặt tới rồi. Giặt đâu, cô Tám mà tía. Hồi nãy tía mới nói với bay sao? Hiểu yêu thì ghét. Thì đó, đi vô đi. Con chỉ lấy anh Lượm thôi. Lượm, lượm cái gì? À, bay lo mà lượm củi cho tía đi nghe. Anh sao mạnh rồi. Anh Sáu, tôi qua đây tôi có chuyện muốn nói với anh nè. Anh Sáu, anh Sáu, tôi có chuyện muốn nói với anh Sáu. Tôi đứng bên đây nè. Anh làm gì vậy? Thấy cái tướng là biết không bao giờ tập thể dục. Người ta tập thể dục mà hỏi làm cái gì? Trời đất ơi, không biết mặt trời mọc mấy sao rồi ở đây còn tập thể dục. Ôi má, sao má cứ kiếm chuyện với chú Sáu hoài vậy? Mày không thấy không kiếm chuyện với tao trước hả? Nhà này nhà tôi nghe. Dạ con chào chú Sáu. Cảm ơn. Hai mẹ con bay khinh thường gia đình tao quá. Sợ nhà tao không có ghế hay sao phải đem ghế qua ngồi. Dạ không phải chú Sáu. Tại má con đi ngựa nên phải đem cái ghế để leo lên con ngựa. Ờ ha. Cái cú thì tao quên nè. Ê, nhưng mà lần sau á, mày nói má mày đừng bao giờ đi chung với con ngựa. Nó lép dế tội nghiệp nó lắm. Đổi qua đi voi đi. Trời đất ơi, mày thấy chưa? Tao nói là đi về. Ôi má, má ngồi xuống đi má. Ây da. Ui da. À, trời đất ơi, hôi của, hôi của. Không làm gì vậy? Ê, tôi hôi củi. Trên lên, mót ơi mót, khỏi lấy củi cho tía nghe. Trời đất ơi, tao nói cho mà qua đây còn hư ghế nè, đi về. Trời má ơi, má gì cháu nội của má đi má. Cháu nội cái gì? Gì cháu nội đó. Vô. Anh Sáu, anh cho phép tôi ngồi đi nói chuyện với anh nha anh Sáu. Đứng lên. Cái ghế này nó ngắn mỡ lắm. Nó ăn xương quen rồi cô. Anh Sáu, tôi qua đây á, tôi đường đột qua đây mà không báo anh trước á, là tôi sai, tôi xin lỗi. Nhưng mà tại vì thằng Lượm con tôi nó thương con mót con anh quá. Cho nên tôi thương thằng Lượm con tôi nên tôi muốn lấy anh về cho tôi. Không có. Tôi muốn lấy con mót con anh về cho Lượm con tôi. Bởi vậy á, hai gia đình mình bỏ qua chuyện cũ. Rồi chúng ta tính chuyện xuôi gia với nhau nhanh cả. Nó thiệt với bà luôn á, bà ghê thiệt. Bà vô cái bà phá hết nguyên cái gia can nhà tôi luôn. Cũng hên á, cũng hên là cái bàn này của tôi nó là bàn gỗ á. Tôi xin lỗi anh. Bà nội nó, cái này là gỗ thường rồi. Anh Sáu ơi, tôi xin lỗi anh là tại vì tôi lỡ tôi phá hư hết đồ đạc nhà anh. Không mấy giờ anh cho con mất. Lấy một lượng con tôi đi, tôi về tôi đền bù lại hết cho anh nha anh Sáu. Tôi nói cho bà nghe, tôi sẽ không bao giờ mần xuôi với bà. Bởi vì tôi rất hận chồng bà. Chồng của bà đó đã bỏ bê con Liêm, em gái sinh đôi của tôi. Anh đừng có bịa đặt chuyện tầm bậy đó nha. Không bao giờ có chuyện đó. Ông, cái chuyện này là thiệt đó má. Có thiệt hồi nào? Ôi, ba kể cho con cái lúc mà ba còn hấp hối á. Sao mày không kể cho má không nghe? Ba sợ má bị tổn thương. Nếu như mày biết câu chuyện đó thì tao với mày sẽ kể lại cho bà nghe. Để cho bà tổn thương chơi. Ờ, chuẩn bị tổn thương nha gái. Ông Sáu, ông Sáu. Trời đất ơi, cái gì xảy ra vậy nè? Vậy là mối tình đầu của tôi là ba thằng Lượm. Nhưng mà mối tình đầu của ba thằng Lượm không phải là tôi, mà lại là một người con gái khác sao? Một người con gái.
Đạt. Liêm. Anh Đạt. Liêm. Em đợi anh có lâu không? Dạ không lâu đâu anh, mới có 1 tiếng rưỡi à. Không sao, em vẫn đợi được mà. Không phải, em thông cảm cho anh. Tại em, anh có cái công chuyện rất là quan trọng nên anh phải giải quyết rồi anh mới qua đây kiếm em nè. Chuyện gì? Chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả em nữa? Anh tắm heo. Em với con heo hai đứa nó bằng nhau sao? Để mà ăn nói gì kỳ quá vậy? Đi so sánh con người với con heo. Con heo á nuôi lấy thịt được, còn em á cho ăn ngập mặt đó, không chấm mút được một tí gì hết. Liêm, giận anh hả? Anh mới là người giận em chứ không phải em là người giận anh đâu. Hôm qua anh đợi em dưới gốc đa mà sao em không có ra? Anh đừng có xạo nha, ngày hôm qua tôi cũng đứng đợi anh ở gốc cây đa mà cũng đâu có thấy anh ra. Em đợi lúc mấy giờ? Em đợi anh từ 8 giờ sáng tới 7 giờ tối. Trời ơi, vậy mà tôi đợi từ 8 giờ tối tới 7 giờ sáng trời. Anh ra đây á, là anh có cái chuyện này muốn nói với em nè. Không không, anh đừng nói. Em nhìn biểu hiện trên gương mặt của anh là biết chắc chắn anh sẽ kể cho em nghe một chuyện vui rồi. Đừng nói để em đoán nha. Chắc chắn anh ta sẽ cầu hôn với mình. Sau đây, anh ta sẽ làm động tác chỉnh chu quần áo. Rồi anh ta sẽ thở dồn dập để lấy bình tĩnh. Và anh ta lấy can đảm nói với mình rằng chia tay đi. Trời đất ơi, sao chưa vui bao lâu mà vô bi kịch nhanh vậy? Liêm à, ngày mai anh lên Sài Gòn anh học rồi, tụi mình phải tạm chia tay một thời gian. Nhưng mà trước khi anh đi á, em nhớ. Em biết rồi, anh đi đi, em sẽ nhớ giữ gìn sức khỏe. Không phải, trả anh 6.000 tiền chè. Nó đòi tiền thẳng vô trong mặt luôn kìa. Được rồi, anh không giả râu nữa. Bây giờ nè, anh chuẩn bị đi rồi, em có gì muốn nói với anh không? Anh Đạt, anh lên Sài Gòn, lỡ anh phải lòng với cô gái nào thì sao? Thì cưới chứ biết sao giờ, trời cho mà. Ê Đạt, cơ thể tao bắt đầu chuyển qua chế độ lên máu rồi đó. Không có phải, ý anh á là trời cho anh có em nên anh phải thương yêu em, hiểu không? Em không tin anh luôn hả? Trời đất ơi, tin cái gì? Bồ bịch với nhau mà 365 ngày mới gặp được một lần. Còn 364 ngày còn lại, 4 ngày anh chơi game, 60 ngày anh đi tắm, 300 ngày còn lại anh để dành anh ngủ. Mang tiếng là có gấu nhưng mà là gấu ngủ đông. Thôi được rồi, bây giờ này anh cho em một điều kiện, em nói đi. Được, anh có thể nào cho em luôn 6 tiền chè, em đỡ anh có được không? À, được, được, cảm ơn em. Mày lầy quá Liêm à, có 6 ngàn mày cũng xin là sao? Bây giờ không nói nhiều nữa, anh đi. À, anh Đạt. Thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ. Hạnh phúc ra sao, yêu thương như nào, chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi, và đừng nhớ nhung chi. Về đâu khi ta đã lạc mất nhau. Anh nên lên Sài Gòn đi học đi. Không nói nhiều nữa, tôi đi đây. Anh đã... Sau cái lời tạm biệt đó, em gái của tôi nó hát bài anh cứ đi đi, tưởng là nó đi luôn rồi. Ai dè 7 năm sau nó còn quay ngược trở lại đây nữa. Lúc đó thì em gái của tôi đang có mặt ở trong chùa. Thưa thí chủ, thời buổi này là năm 2016 rồi, tại sao có chuông điện tử không bấm giật dây chi cho mỏi tai vậy? Đợi chút xíu, tôi sẽ ra ngay. Liêm! Không, tôi không phải là Liêm. Liêm! Tôi là Liêm. Liêm!
em có biến thành gió, anh vẫn nhận ra em mà Liêm. Bây giờ anh về đây, anh muốn nói cái gì với tôi, anh nói lẹ đi. Anh muốn cưới em. Không được đâu. Tại sao? Em đã nói không được mà. Nhưng mà tại sao? Có cơ anh có thấy cái cô dâu nào mà áo sa rê mà đầu trọc không? Không được, cái này anh phải tính lại. À không, anh không thể nào cưới em được. Anh sẽ đi cưới con tám mũ sâm mô, nó giàu hơn em. Anh đi đi. Anh đã. Bà nghe chưa? Chính vì cái điều đó mà tôi mang hận chồng bà. Không bao giờ tôi mần xuôi với bà. Nhưng mà đó là chuyện của chồng tôi với lại con em ông. Còn bây giờ thì ông ấy, thì bây giờ ông muốn xóa bỏ Hiềm Khích Tiệm, giờ ông cho con mót lấy thằng Lượm đi. Dạ đúng rồi. Bà lộn người rồi. Bà biết bà đang đứng nói chuyện với ai không Tám? Sáu Bảnh. Phải. Tôi là Sáu Bảnh. Một lời Sáu Bảnh nói ra như đinh đóng cột. Và chừng nào cột mục nó mới xúc đinh. Trời đất ơi, vậy biết khi nào cột nó mới mục? Bà con bình tĩnh nghe tôi nói nè, tôi không có lừa gạt gì bà con hết, tại bà con đọc không có kỹ. Tôi ghi rõ ràng còn mấy chữ ở dưới đây nè: với sự tham gia của bản sao nghệ sĩ Hoài Linh. Trời ơi, vậy không chịu lừa đảo hả? Còn gì nữa? Vậy lừa đảo rồi. Ê, trời ơi, bình tĩnh đi. Đừng phải đâu, đừng có đánh tôi già cả rồi. Ê, đừng ra đứng đi ra. Dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Nè, tôi nói mày nghe nha, lần này người ta đánh mày ít á, lần sau người ta đánh mày chết. Không những vậy, người ta còn đốt luôn cái đàn này đó. Nghe chưa mày? Dạ. Nghe chưa mày? Đi về. Dũng, con có sao không con? Mẹ, Dũng, mẹ. Con mẹ, có mẹ, sao mẹ. Không? Mẹ, sao mẹ không ở nhà đi? Mẹ ra đây mẹ kiếm con làm cái gì vậy? Cái số tiền này nè, mẹ cứ cất đi. Về nhà mẹ dưỡng bệnh nha, lo cho mấy em nữa. Con phải tiếp tục đi theo ông bầu nha mẹ. Sao mẹ lấy tiền được của con? Con bị đánh vậy hả? Con có đau không? Mẹ yên tâm đi, con không có đau. Mà mẹ đau. Dũng à, đi đi vô dọn dẹp đồ rồi về quê với mẹ. Mẹ kiếm việc cho con rồi, đi nghe lời mẹ nghe. Mẹ đi ơi. Con hả? Nhưng mà cái đó là đam mê của con. Ngoài cái nghề này ra, con không biết mình phải làm bất cứ một cái nghề nào khác nữa hết. Dũng, sao con không nghe lời mẹ hả? Ba của con theo cái nghề này, ba của con khổ biết bao nhiêu rồi. Sao mẹ nhìn con theo nghề này để khổ như ba con hả Dũng? Hiệp của con phải chịu trách nhiệm. Chỉ cần con được đứng trên sân khấu là con rất hạnh phúc. Mặc dù con phải làm một cái bóng của người khác. Dũng à, con còn trẻ, con thần tượng ai á, con làm giống họ, điều đó không có gì sai hết con. Cái sai của con á là lấy cái điều đó ra để lừa gạt khán giả. Điều đó là sai con à. Mẹ sinh ra con, mẹ muốn con á, bất kể làm cái nghề gì, con cũng phải là chính con. Con hiểu không Dũng? Dũng ơi Dũng, gom đồ đi bến khác hát. Cái bến này hát không được nữa rồi, người ta đánh dữ quá, hát rồi người ta đánh chết luôn đó. Đi. Ông bầu à, nếu mà con đi bến khác á, con nghĩ mình đã làm nghệ thuật chân chính đi. Đừng bao giờ bắt chước một cái tên nào hết. Mình làm nghệ thuật chân chính được mà ông bầu. Làm bằng khả năng của mình đi ông bầu. Chú biết rồi. Sở dĩ mà chú làm như vậy á là chú muốn có tiền để lo cho cuộc sống mấy anh em trong đoàn mình. Nhưng bây giờ chú mới biết chú làm như vậy là sai rồi. Yên tâm, chú hứa với mấy đứa, bắt đầu ngày mai chú sẽ cho tụi con làm chính tụi con. Bắt đầu ngày mai gánh hát mình sẽ làm lại từ đầu. Thiệt không Màu? Mẹ, mẹ yên tâm đi. Mẹ tin con đi.
rồi sẽ có một ngày mẹ sẽ thấy con đứng trên sân khấu với cái tên Tuấn Dũng. Mẹ, mẹ yên tâm, con hứa với mẹ con sẽ chứng minh được mà. Nghiệp cầm ca mãi còn hạ nhân cho đời, nhịp tim với lời ca giao hòa gửi trao cho người. Hai ông phải hai nhà hai ông Tiên không? Phải. Ờ dạ ông, hai ông Tiên ơi. Ơi. Bây giờ con có giao đồ đây nè, hai ông Tiên ơi, cho con nhận cái này nha. Ơi. Hai ông Tiên. Ơi. Ủa hai ông tên Tiên hết hả? Ờ. Ủa cái giống là giống cái chữ Tiên thôi mà khác cái tên lót. Ừ. Ủa vậy chứ ông là cái gì Tiên? Suối Tiên. Trời lạ như vậy. Ủa còn ông là cái gì Tiên? Quy Tiên. Vậy là ông này là Quy Tiên. Ừ. Ông này là Suối Tiên. Rồi ông này là đi chơi. Đúng rồi. Ông này đi chết. Ở nào nghe cũng thanh thản ha. Đúng rồi con. Đi chơi cũng thanh thản, đi chết cũng thanh thản, chỉ có đi thi là căng thẳng thôi con à. Con căng thẳng không, đưa quà để giao cho hai ông nữa không? Kiểm hàng là đưa rồi, cho con. Kiểm hàng. Dạ. Anh hai coi hàng đúng không? Ừ. Rồi đúng rồi nè. Đưa tiền cho con nè. Dạ gửi tiền cho con. Thôi nè bây giờ rảnh không? Rảnh á, chở chúng tôi tới chỗ sinh nhật cháu tôi luôn đi. Không rảnh. Bây giờ con gấp lắm, em gái con cần tiền mua cái đầm. Nè nói nghe, chở tới đi rồi đưa tiền luôn lượt. Đúng rồi. Thôi mấy ông ơi, con không đi được đâu. Đưa tiền thêm gấp đôi. Ừ, gần lắm. Gần không? Gần. Ở đâu? Nhỏ cháu đã sinh nhật cái chỗ mà tên ông đó, Suối Tiên đó con. Thôi đi gần. Bảy. Ai nói Suối Tiên? Đã sinh nhật ở chỗ tên tôi, Quy Tiên. Đã sinh nhật ở nghĩa địa hả? Cỡ ông là đãi ở 18 tầng địa ngục đó cha. Mày thấy không? Ổng là anh tôi đó. Hai anh em sống nương tựa nhau căn nhà ở trỏng à. Mà lúc nào quan hiếp người ta được hết trơn á trời. Trời đất ơi, nó nói nhiều quá. Giá trời cho nó xỉu liền tại chỗ đi. Trời tự nhiên cái trù ta xỉu, mắc gì phải xỉu. Ê! Chết rồi. Chú ơi. Suối. Vậy đi Suối Tiên, đừng có Quy Tiên mà Suối Tiên. Giúp ổng đi. Chú ơi, chú tỉnh, con đang gấp chú ơi. Trời ơi,
Ai mới cứu tôi vậy? Con cứu chú đó. Trời ơi, mày để tao. Trời ơi. Chú ơi, trời ơi, kinh động vô nhà thương. Đi đi đi, đi chọn mẹ lên. Ui, đây đây lên đây, đây lên đây, để dây. Ờ đúng rồi. Ê ê, nó nghe nè, nó nghe. Ông nằm tướng này mà quẹo vô hẻm nhỏ nhỏ đó là cái mình ông cứu hẻm, cái đầu cái chân cái đầu hẻm đó. Trời ơi, cũng biết sửa thế quá ha. Bây giờ con lên con lái đi, chở ông tới nhà thương giùm đi con. Dạ, con lên ngồi chạy chở đi nha. Em chở ha. Rồi mày che mặt tụi tao luôn. Ủa chứ là sao? Ông ơi, chịu khó mỏi lưng xuống nha ông. Chở đi được chưa? Đi đi con. Đi nha. Lẹ lên đi, ông chết bây giờ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chờ luôn. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Ủa bị gì hả? Tao trúng gió rồi. Tao ơi, tao ơi. Bây giờ tay chân tao cứng đơn, tao không có ôm ổng được nữa. Mày chịu khó mày xuống mày ôm ổng thì tao đi. Ủa con ôm ổng ra chạy xe. Thì tao chảo 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 chảo. Lớn ơi. Ủa giờ ổng vậy ổng chạy xe được không? Được, có tao ổng đua còn được mà. Dạ. Lên thôi bây giờ đi, lên 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 đi. Ê, 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 tỉnh dậy, thằng Dương này nha. Thằng Dương này nha. Thằng nào, Dương nào, Dương nào. Thằng Dương, mày nhiều chuyện mày đi ra đi. Ê, 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 ơi. Nó dí, đừng có dí nữa. Móc súng bắn nó đi. Bắn mày chết, bắn mày chết. Mày chết chưa, trời ơi, hết lạc rồi. Tụi bay chết hết đi, đừng có dí nữa. Tao đây đừng có dí nữa. Anh Hai ơi. Này, có sao không anh Hai? Anh Hai. Cái gì vậy? Xe đây làm đi, nó chạy gì xuống. Ờ, tôi xin lỗi cậu. Cậu ơi, cậu đừng có nóng. Từ từ, cái gì vậy? Để tôi trả xe lại cho cậu nha cậu. Bé, cứu, cứu cháu tôi. Cháu tôi nè, đàn ơi. Cứu, cứu cháu tôi đi. Cứu cháu tôi. Cứu cháu tôi. Anh ơi, em Hai ơi. Cứu, cứu cháu. Bà An nói nhà. Bà An nói nhà nó đợi mình về đó anh Hai. Anh Hai sinh nhật con An, anh nhớ không? Mình đi về nha. Sinh nhật An. Chú bị gì vậy? Ông có hai đứa cháu ruột, cháu trai của ông nè, còn nhỏ cháu gái. Nó mất năm 7 tuổi. Tao nhớ bữa đó, nhỏ cháu nó đi học, ba má nó được bận đi làm, không có rước nó được. Mà nhầm ngay sinh nhật con nhỏ nữa, ông mới đi rước con nhỏ. Ông hứa là rước nó đi học về, ông chờ nó đi chơi sinh nhật luôn. Mà mày biết ông rồi, ông già mà, ông đâu có chạy xe nhanh được. Ông vừa chạy tới trường á, nhỏ cháu gái nó chạy ra, cái xe tải nó chạy tới. Ông ám ảnh chuyện ra tới giờ, lúc nào cũng nghĩ là tại ông tới trễ mà ông mất nhỏ cháu. Cứ lúc nào ông chợt nhớ ra đó là ông nhớ sinh nhật của nhỏ không à. Cái em đi đặt quà, ông đi gói quà, ông tặng sinh nhật nó. Mà đâu có biết nó ở đâu đâu mà tặng. Cứ đi vòng vòng vậy đó. Ông biết làm vậy là ông không có được bình thường chứ, mà phải làm cho ông vui. Tại vì ông là anh ruột của chú mà con. Quà, quà sinh nhật. Quà con An hả anh Hai? An. Quà, anh có phải quà của con An không? An thích. Cậu ơi, đúng cái đầm này rồi. Đúng cái đầm rồi. Đúng cái đầm này rồi. Chú ơi. Sao con giật vào của ông cái đầu? Chú ơi. Chú bán này con cái đầm này được không chú? Con trường nó gấp lắm chú. Không được đâu cậu ơi. Không có cái đầm này là không xong với ông đâu. Không chú ơi, em con nó cần cái đầm này gấp lắm. Bây giờ trễ giờ rồi chú ơi. Năn nỉ chú luôn á, mà bây giờ người ta đi rồi, con không biết mua cái đầm này đâu á chú. Ông trả tiền xe con nãy giờ. Không, con không cần số tiền này đâu. Con cần cái đầm này nè chú. Con cần cái đầm này nè chú ơi. Anh Hai ơi, đi về anh Hai ơi. Chú ơi, con cần cái đầm này mà chú. Anh đang nỉ dùm em hả? Chú! À.
sao con khóc? Con cần cái đầm này cho em gái của con lắm. Ông tiên cho con. Đi trễ. Cảm ơn ông tiên nhiều lắm. Alo, cho tôi một chú chuột Mickey tới nhà văn hóa chỗ bé My thi gấp. Để lẹ nha, lẹ cho tôi nha, một con chuột Mickey nha. Và bây giờ đây, chúng ta cùng nhau trông chờ phần thi của thí sinh đặc biệt, chính là tiếng ở rô. Lời đầu tiên, tiếng Euro xin kính chào quý vị khán giả, quý bậc phụ huynh cùng ban giám khảo thân mến. Tôi là tiếng Euro đến từ International School. Tốt, dạ, nhà mình nó chợ Bà Chiểu mà. Không, chợ Bà Chiểu là chỗ mẹ bán vàng. Mẹ làm bộ nói cho người ta biết mình bán vàng đó. Dạ, thiệt là giàu thưa quý vị. Dạ. Tiếng Euro xin trình bày phần thi của mình. Đây là bức vẽ đầu tiên. Thằng bé này ngồi trên xe hơi là con. Kế bên có ông anh kéo xe ba gác là cử nhân đại học. Cho dù ảnh học giỏi hơn con, nhưng mà điểm xuất phát của ảnh không bao giờ bằng con. Và ý nghĩa sâu xa của bức ảnh này là xe hơi sang hơn xe ba gác. Trời ơi, hay quá. Sống sắc quá con. Hay quá con ơi. Dạ. Tiếp luôn. Sau đây là bức tranh thứ hai. Ông bà ta có câu: một cây làm chẳng lên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Còn đối với con giàu quá mà, tiền bạc con chất thành non, ba cây chùm lại nghèo hon một mình. Hay quá, hay quá, hay quá. Con ơi con, mặc dù thơ con có lũng củng, nhưng mà hình con vẽ rất là đẹp, vẽ giống như là in vậy đó con. Đẹp quá chị đi. Anh nghe người ta mà. Dạ, xin mọi người hãy dành cho bé Tiến Aron một tràng pháo tay nữa đi nào. Cảm ơn bé Tiến rất nhiều. Và bây giờ đây, chúng ta còn một phần thi nữa, đó chính là của bé Khánh My. Mickey ơi, anh hai em không tới hả? Chú Mickey, vậy nếu anh hai em không tới, chú Mickey coi em thi nha. Và bây giờ, xin mọi người dành một tràng pháo tay cho bé Khánh My. Con xin chào quý thầy cô, quý vị khán giả và tất cả các bạn học sinh. Con tên là Khánh My. Hôm nay con rất may mắn khi được tham dự cuộc thi vẽ này. Với chủ đề gia đình, con xin giới thiệu về phần thi vẽ của con. Đây là nhà của con. Wow, một căn biệt thự đẹp quá. Chú nhìn là chú biết con giàu ngầm rồi. Con ơi con ở trong đây đúng không? Dạ không, 18 tuổi con mới được ở. Ủa sao kỳ vậy con? Dạ, tại đó là lời nói của anh con. Dạ đó là lời nói dối. Thầy cô thường nói dối là xấu, nhưng anh con không có xấu. Anh con chỉ muốn gieo với con một niềm tin là con không thua kém bất kỳ ai hết. Và con tin vào điều đó, con không thua ai cả. Dù con đang ở trong một căn nhà cấp 4, hằng ngày con chỉ được ăn rau muống, mì gói, nhưng con cảm thấy rất ngon. Tại đó là do anh con nấu. Ba mẹ con mất hồi năm anh con mới 10 tuổi, còn con thì mới có 2 tuổi thôi, nên anh con không có được đi học. Anh con phải đi theo mấy cô chú trong xóm bán giấy số, rửa chén, nấu cơm, phụ người ta để kiếm tiền cho con học. Anh con nói với con, bây giờ anh đang làm một công ty điều hành vận tải. Nhưng con biết anh con chỉ là một người lái xe ôm. Anh con chỉ có con là người thân, còn bạn của anh hai là nắng, mưa, những con đường anh hai rung rủi từ sáng cho đến tối. Dù hoàn cảnh khó khăn,
Nhưng anh con chưa bao giờ thất hứa với con. Anh con còn tặng quà cho con và nhờ chú chuột Mickey gửi đến cho con. Dạ. Con ơi con, cho chú hỏi con câu này nha. Dạ. Vậy chú chuột Mickey này là bạn của anh hai con đúng không? Dạ không. Chú chuột Mickey này là anh hai của con. Đến ai? Đừng có khóc nữa. Sao biết hết mấy chuyện này? Tại vì em là em ruột của anh mà. Em tự hào về điều đó. Dân thưa quý vị, một lần nữa hãy cho một tràng pháo tay dành cho bài thi của bé Khánh My. Và bây giờ đây, chúng ta cùng hồi hộp để chờ kết quả của chương trình. Và người chiến thắng trong cuộc thi năm nay đó chính là Tiến Ương Rô. Ôi, con trai mẹ giỏi quá, đi vô mẹ tưởng nhá. Anh. Dạ. Bé Tiến đấy có giải hay nhất rồi. Giải nhì, giải ba, có giải nào em gái tôi được không anh? À, chương trình này đặc biệt là không có giải nhì, giải ba nè. Anh hai, không sao đâu, em không cần giải gì hết. Em chỉ quan trọng là có anh thôi. Mình về đi anh hai, mình đi. Đi về anh hai. Không được. Anh ơi. Em gái tôi nó vẽ đẹp lắm. Bây giờ ông có vẽ nhì với ba em gái tôi không cần đâu. Vẽ khuyến khích, vẽ nhỏ cũng được. Nó phải có giải để nó có động lực mà. Nó vẽ đẹp mà anh. Anh à, ở đây tất cả mọi người đều biết rằng bé My có thực lực. Và giải khuyến khích không xứng đáng với bé My. Bởi vì bé My, con đã đoạt được giải đặc biệt từ tất cả mọi người ở đây. Đó là một suất học bổng dành cho bé My từ nay cho đến năm 18 tuổi. Sai rồi Khánh, cũng là ông Tí Hon sai trong cái đêm này rồi. Đối với quan điểm của chị là tụi em quá sai rồi. Dày, làm dày, lỡ cho chung kết rồi làm gì? Chung kết ta có cái hay chung hơn. Rồi, làm cái hay hơn, chắc chắn hay hơn. Chị sao vậy? Tình các bạn tự đặt áp lực cho các bạn. Thực sự bài hôm nay tụi em xử lý sân khấu, xử lý không gian từng chỗ một, không chỗ nào bỏ sót. Thậm chí màn hình LED tụi em chơi tranh cát. Trời ơi, đối chị lai đậm. Chị nói là dễ chịu, sao mặt chị khó chịu dữ vậy? Không phải, hay người, mà làm người ta khó không, chịu luôn à. Chị im lặng cho em nói. Người ta không có biết hay như vậy đâu, hôm qua em đã lén em coi rồi. Bài người ta hay không có hay như vậy ơi. Không có hay như vậy mà tại sao ngày hôm nay mấy người giấu tôi bữa nào? Ở đây nào một cái tiết mục người ta đang được quan nghênh, người ta dễ thương, người ta hồn nhiên trong sáng. Tôi không muốn sự cãi lộn, nếu cãi lộn đi ra. Cảm ơn mấy đứa nha. Em gửi chúc mừng. Đỉnh nó uống cà thôi phê. Thôi khỏi anh ơi nè. Em là con này nè. Em là chủ. Nè. À, dạ. Anh thấy phần trình diễn của em sao anh? Fantastic, wonderful, class of titan. Đây là world class bé ơi. Ủa? Ủa mà anh nói gì vậy anh? Khen em á. Vậy em tam giác anh nha.
Tam giác. Dạ. Tam giác là... Tam giác là tác cha, tác là đánh, cha là nhốt, đánh nhốt là đốt cánh, đốt là thiêu, đánh là cành, thiêu cành là thanh kiều là cảm ơn, là em cảm ơn rồi đó anh. Cảm ơn thôi mà em nói gọn không được hả? Nhưng mà không sao, thích cái sự dài dòng này của em. Tuyệt vời! Thì có anh. Yeah! Yeah! Vậy là em đậu rồi! Không, em rớt bé. Rớt nha. Ủa anh ơi, anh mới khen em xong cái anh nói em rớt là sao anh? Tại tao dè mày không dè, tao cho mày rớt. Anh ơi! Thấy gì chưa? Đồng hồ cột vô cọng dây. Không bé ơi, cọng dây cột đồng hồ chứ không có cái đồng hồ nào mà cột cọng dây hết bé ơi. Anh đã bị thôi miên. Em nói cái gì anh phải làm theo cái đó. Rõ chưa? Rõ. À, cho em đậu đi anh ơi. Không. Em đậu đi anh ơi, đậu đi. Không. Đậu đi anh ơi, đậu. Rất là giỡn mặt từ nãy đến giờ nha. Em đi vô casting mà em không có đàng hoàng. Đi về đi. Năng nỉ anh luôn á, nãy giờ là em giao đãi em làm không khí nó sôi nổi thôi. Bây giờ em mới thật sự không. Làm diễn nè. Không, đi về. Anh đi mà cho. Nó đi về tránh ra đi một bội quá trời. Cái thằng này... nói gì vậy? Cái thằng vô dụng này. Có gì mà cũng làm không được nữa. Bé ơi, anh biết gì không? Không. Em chưa nói sao anh biết? Nói đi bé. Từ nhỏ em đã có ước mơ trở thành diễn viên. Hey. Một diễn viên. Là một diễn viên hết. Diễn viên. Tao thấy được bi kịch của cuộc đời mày rồi đó. Bi kịch gì? Mày đòi diễn hài mà mày lấy miếng người ta. Mày nhìn xuống dưới đi. Không nhìn đâu, không nhìn. Áp lực cái gì không có được. Diễn không được thì đi về. Không về. Em phải tự tin lên. Áp lực là rớt. Lạc quan lên. Đúng rồi. Anh thích cái sự lạc quan này của em nè. Dạ. Tuyệt vời. Dạ, vậy làm đậu không mà sao em rớt. Ủa anh ơi, là nãy giờ anh vẫn giữ vững cái hoàn cảnh quy định của anh vậy luôn hả anh? Em làm khùng làm điên quá. Không, trời em, cái đó là em làm khùng làm điên. Ủa? Ha. Và bây giờ anh muốn làm tỉnh làm táo em làm được không? Dạ được. Làm gì? Em làm thực vật. Thực vật có gì đâu làm. Em vẫn làm được. Thực vật làm gì? Là nấm mèo. Làm. Dạ. Ủa? Nấm mèo ở chỗ nào vậy? Trời ơi anh, nấm. Nấm mèo. Ai à, anh làm gì vậy anh? Nấm đầu mày á. Em thể hiện cái da thực vật nó sinh động cũng không được hả anh? Tao muốn động tay động chân với mày lắm mày. Không đó mà, đừng có động thủ mà. Em làm động vật. Đừng có làm tao động kinh nha. Dạ. Bây giờ làm con gì? Em làm con báo đi. Con báo? Dạ. À, hình dung ra con báo rồi. Con báo là động vật hoang dã này, nhiều miếng để diễn lắm á. Alo. Bà già, bà già. Nè, tôi nói cho bà biết nha. Tôi mới báo thêm 50 triệu á bà già. Bây giờ bà chuẩn bị tiền trả cho giang hồ đi. Không thôi tôi nói qua xiết nhà, đốt nhà bà luôn á nha bà già. Dạ được không anh? Con báo ở chỗ nào vậy em? Đi về. Năn nỉ một lần nữa thôi anh. Không, không có một lần cơ gì á. Cơ hội em, cơ hội em một lần. Không có cơ hội gì hết á. Đừng mà đi, đi mà. Động vật thật vật anh cho em diễn hết rồi. Em có làm được đâu đúng không? Dạ. Em diễn cái khác được không anh? Không có, đi anh ơi, đi về. Thôi gọi về gớt luôn mà. Biết gớt rồi còn về. Ủa? Anh kêu em về luôn á. Chứ đam mê của em đâu? Cái niềm khao khát chinh phục ước muốn đỉnh cao của sự thành công của em đâu? Ở đây. Không thấy. Bây giờ anh cho em một cơ hội cuối cùng nè. Em diễn vai con người cho anh. Ủa, con người có gì đâu diễn anh? Con người nhưng không phải là con người. Con người mà không phải là con người. Sao làm được không? Ủa, mưa axit hả bé? Ồ dạ. Mưa axit hả? Dạ đâu có, cái đó là cái idea, cái ý tưởng cho người em nó ra vậy nè anh. Nữa rồi. Là bây giờ em có cái idea rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Thực hiện hóa nó lên cho anh xem được không? Dạ. Đúng rồi, mình diễn con người là mình phải chuẩn bị cho kỹ cái... Có bạn diễn hỗ trợ mình mới... Ủa em làm gì ở đây vậy? Bé ơi. Ôi trời ơi, làm cái gì trời?
Trời đất ơi, tập bài thôi mà mày đánh nó dữ vậy. Đứa nào diễn zombie mà sấn sấn rồi. Thì người ta diễn vậy mới độc đáo. Ê, mà tao thấy độc đáo thiệt nha. Cái màn hóa trang này làm giống y thầy thiệt luôn á. Thiệt thiệt, máu thiệt mà. Cái gì vậy? Ôi ôi, mày ra mày xin lỗi nó đi. Cho tao xin lỗi nha, nó hơi quá tài. Gì đâu, mấy này nó nhỏ nhặt không à. Chuyện nhỏ. Mà mày thấy cực không vậy? Cực gì? Tự nhiên đang làm TikTok ngon lành, tiền nhiều nữa. Sao mày không làm tiếp đi, đi thi mấy đàn chi cho cực. Ừ, đúng. Làm TikTok nha, tao được nhiều người biết tới. Mà trong cái đợt dịch đó không có TikTok đi, tao không có đủ tiền lo cho ba mẹ tao luôn á mày. Nhưng mà tao hỏi tụi bay nào không lẽ tao làm hoài. Đúng không? Tao còn phải theo đuổi ước mơ của mình nữa chứ. Mà ước mơ của mày là cái gì? Ước mơ của tao trở thành một nghệ sĩ thật thụ, hết mình với nghề. Mai mốt vào tao nổi tiếng nha. Tao muốn làm người truyền cảm hứng cho mấy bạn trẻ giống như tụi mình vậy đó. Ê, yeah, hay nha, thấy được á. Cứ cố gắng hết mình, thành công sẽ tới nha. Okay. Chuẩn bị tao đi thi rồi, tụi bay gán phòng ở đâu á nha. Ây da, đau bụng quá, trời ăn cái gì vậy? Ồ vậy thôi, tao thi mình luôn rồi. Ê, giỡn nữa, giỡn nữa, bà đặt giỡn nữa. Chờ chị tắm vô ăn liền, mùi quê hương xóa tan ưu phiền. Bún bao ngon, cá bao ngọt, nước lèo bao thơm. Có bông điền điền màu vàng không phai, quà cùng chung chả mực giòn dai. Dù đi đâu cũng sẽ không tìm được đúng chất món ăn ngon miền Tây quê nhà. Về An Giang ghé quán tôi đi nà, người An Giang dễ thương thiệt thà. Hồ Minh Mẫn bán bún chả chưa đó. Coi quán giùm đi con. Ê, không được đâu nghe. Bữa nay tụi tôi phải về làm mâm cơm đưa ông táo nữa. Coi quán thì tụi tôi đi nha. Đi mọi người nha. Người An Giang dễ thương thiết tha. Người An Giang. Dạ. Alo, chị Lệ hả? Nãy giờ em lo múa quá các em rách quần. Giờ chị thương em, chị đợi em xíu. Cái em đi vô em thay cái quần xong em ra em ship bún với chị nha. Thôi khỏi đi em. Buổi sáng chị thèm bún cá. Ngại vợ con chị nó mới mua cho chị tô bún bò rồi. Ủa chị? Chị thèm ăn bún cá mà người ta đưa bún bò chị cũng ăn hả? Sao chị dễ dãi vậy? Trời ơi, chị bơm bún em. Nè nha, tại em dễ thương nha. Chứ mà hả, em không dễ thương là hả, tới công chuyện đó chị rảnh ta cúp máy trước đi. Cái tay của bà nhanh hơn cái miệng của tôi luôn. Mai mốt không có bán cho bà này nữa. Quá mệt mỏi, mới mở hàng. Chú, cái quần tao nó rách, tao đang giá. Trời đất ơi, sao không vô trong giá? Tao vô trong tao giá rồi ai coi quán cho tao. Mà tao vô được trong tao thay cái quần luôn chứ tao mai làm gì nữa. Mày đứng mày đợi chút xíu rồi xong rồi tao mới... À! Chú bị gì vậy? Quý khách đoán xem. Con đoán là mai vào thịt. Đúng rồi, mai vào thịt. Chứ mày nghĩ cái gì mà mày mắc cỡ? Đâu nghĩ gì đâu. Chắc chưa? Đâu nghĩ gì đâu chú. Tao hỏi một lần nữa là chắc chưa? Con nghĩ gì thiệt mà. Tao hỏi mày một lần cuối mày chắc chưa? Tao biết mà. Biết thôi mà. Biết thôi, lên ngồi đi. Sao vậy? Trời ơi, chú hung dữ quá, chưa kịp hỏi thăm chú gì hết. Hỏi thăm cái gì? Chú có đau. Kim mai vào giải không đau. Thịt mai vào giải tao đau điếm đùi. Vô đây làm cái gì? Ăn sáng, ăn sáng. Vô ăn sáng mà sao mà cà nhây quá. Dạ, ăn sáng. Ngồi xuống đàng hoàng, ăn dạ. Cái gì nói chú dạ. Bán. Mình bán gì chú? Tao bán vật liệu xây dựng. Ủa? Sao cái bảng để là bún cá lóc ông mọi. Mày đọc được tại sao mày còn hỏi tao là bán cái gì? Không, ý mình hỏi là trong nồi bún có cái gì? Quen. Thôi qua.
trai. Trời ơi. Ôi thằng bé này ngốc nghếch quá. Đóng hỏi, đóng hỏi. Ôi nè. Ôi, giá. Mày, mày lên nè. Đúng rồi, mày lên. Mày lên. Rồi, 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 rồi. Rồi con kiếm con vô chính ngà trong này đi. Trong là bún cá mà con vô chính ngà. Vậy sao mày hỏi? Trong nồi bún cá phải có cá chứ không lẽ có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Có sơn tinh hiền lương, tài được yêu thương người. Có thủy tinh thủy tinh thủy tinh hờn ghẹn, bồi nghĩa quên ân tình. Vì tình bạn hay tình đi cá. Sơn hở là mày hát, sơn hở là mày hát. Sao chú kỳ cục ghê á. Kỳ cục cái gì mà kỳ cục. Bước ra khỏi hoàn cảnh quy định. Mắc dịp cho tao hát. Bữa nay ai thi? Mày thi. Tao thi thì để tao hát. Nhưng tao hỗ trợ. Mày hỗ trợ mày hát làm gì? Tao sợ mờ. Trời đất ơi, mày hỗ trợ mà mày sợ mờ. Được. Năm nay mày hỗ trợ cho tao quán quân đi. Năm sau mày thi tao ngồi với tao chọn mày về đội tao. Chắc con. Chắc. Rút kinh nghiệm. Bước vô hoàn cảnh quy định. Chú này kỳ ghê. Kỳ là kỳ như thế nào? Kỳ là kỳ ra làm sao? Trong nồi bún cá thì phải có cá chứ có cái gì mà mày hỏi? Ha chăng trong nồi bún là cá gì? Cá... cá mè một lứa. Cá chậu chim lòng. Cá không ăn muối, cá ương. Mày mà hỏi tới tao chương lên phò. Là chương lên phò là gì? Là tao cho lên phường á. Sao mà hả, bán bún cá khó khăn quá. Mày không vô mà hỏi tào lao ai khó khăn với mày. Ý con hỏi trong nồi á bún cá là cá gì? Ôi là trời. Cái bản bún cá lóc ông mẫn hình con cá lóc. Cá lóc. Dạ. Làm ơn làm phước ngồi yên một chỗ. Dạ. Ăn xong đi về. Dạ. Hỏi hoài. Ý cá sông mà cá biển. Mày lên mạng mày kiếm đi, có con cá lóc nào, con cá lóc biển không? Dạ. Cá lóc xong. Dạ, nhớ nha. Dạ, cá lóc xong. Ý sông nào á? Mày dám không? Chị. Tao vô tao thắp nhang cho Gia Tiên. Kêu Gia Tiên đi điều tra. Xong rồi cái tối nay về báo mộng tao, sáng mai quay trở lại tao trả lời cho biết ha. Chứ bây giờ tao cũng không biết được là hả, trước khi nó bơi trong cái nồi này lão bơi sông nào. Chú mà bún cá không thân thiện vậy? Trời đất ơi, nãy giờ chú thân thiện với con lắm rồi đó. Chứ mà không thân thiện mà đúng ngữ cảnh đúng tâm lý chú đánh con nãy giờ. Mày làm bầm không? Mày liếc không? Mày nghe không? Tao dặn xéo với quay hàng mày, mày tin không? Giờ mày chốt đi, mày vô đây mày làm gì? Ăn. Ăn thì ngồi xuống đàng hoàng. Dạ. Cho tao làm gì? Tôi đặc biệt. Đó. Phải mới bước vô nói tôi đặc biệt đi. Dạ. Chú có khó khăn gì con tao? Dạ. Đợi chú xíu nha. Ủa mà khoan, tôi bún cá đặc biệt nhiêu? 300. Bún cá tận 300. Điều đặc biệt của nó đó con. Sao dân bản địa nó chú bán 30? Trời ơi, tao nhìn mày là tao biết mày không phải dân bản địa rồi. Mày là cái địa dân trong bản á. Cái gì? Mày làm review đúng không? Vô hỏi hỏi là làm review đúng không? Ờ. Mày làm review mày không địa dân trong bản, sao mày biết được tao bán gì? Thì rốt cuộc là tại sao bán dân bản địa người ta bán 30 rồi bán người khác bán 300? Dân bản địa bán 30. Ừ. Khách thập phương tới là 300. Mắc gì khách thập phương bán 300? Thập là mấy? 10. 30 nhân 10? 300. Đúng cả 300. Thôi thôi thôi, khoan đi, khoan đi, khoan bố bì, khoan bố bì. Mắc quá, mắc quá. Bớt đi, 180 thôi. No. 300 là 300, 180 là sao? No. No. Thôi trả giá lần cuối ăn nè. 120. À, ý mày nói là mày là khách tứ phương hả? 30 nhân 40 là 120 hả? Tứ phương phải khách. Thôi rồi, con hiểu rồi. Biết sao mấy chú ế không? Sao? Tại chú bắn mắt. Còn riêng chú hay chửi khách. Chú cũng ế luôn. Ê, sao thằng này nó xây dựng tính cách nhân vật nó vô duyên vậy trời? Hả? Mày khai thiệt đi. Ê, gì? Cá nhân nào cắt cử mày tới đây phá tao ngay vòng 1 đúng không? Đúng không? Mày kêu lại đây đi. Sao? Hả? À, khai không. Người ăn gian dễ thương thiệt thà. Người ăn gian dễ. Chị đổi ý đúng không? Về em xếp bún cá qua cho chị nha. Không, gọi quen cái đồ bún bò chị đang ăn nè. Ngon, ngon mà chị hết thèm bún cá luôn á em. Ê bà Lệ, tôi nể bà ghê. Bà biết sao không? Có những người á gặp nhau nói chuyện mới biết vô duyên. Bà là nghe tiếng từ đầu tới giờ không cũng biết bà vô duyên. Cái gì có tại tôi dễ thương á, cho nên bà cúp máy trước đi chứ không thôi là... Trời ơi, bà Lệ vô duyên ghê chú ha. Đúng rồi, y chang mày á. Chú, từ nãy giờ tôi thấy chú chửi tôi hơi nhiều rồi đó. Chưa đánh mày là hên rồi chứ chửi. Thông báo chú tin chấn động. Tin gì? Từ nãy đó giờ vô quán này tôi đã để điện thoại trong túi, hướng camera về mặt chú, quay hết tất cả những hành vi của chú lại rồi. Tôi đăng lên, dân mạng sẽ biết. Chú bán bún mà chú chửi khách. Chú còn bán mắt mà bán dở nữa. Đăng lên, cộng đồng mạng vui dập chú. Thôi mà tôi đăng nè. Dừng tay rồi.
đừng đặng con hơn, chú cầu xin con thứ tha. Vì đã lỡ lời buồn câu khó nghe, chú đây xin chừa con đừng có đặng. Đặng lên nhiều follow, đặng lên nhiều tim like, bao nhiêu lời chua ngoa, bao nhiêu lời chói tai, còn sẽ đặng để người ta né chỗ đây. Đừng mà làm thế có ích gì đâu, chỉ mang thêm ưu phiền. Giờ quán chu có tàn quan cũng cho con một phần. Cơ sao con có tội, vì con đã tới đây bày ra cho quậy phá, chọc cho chu chửi con. Còn bán bún giá 300 phải đâu là sự thật, vì ấm ức hét giá lên lý do để dằn mặt. Để kiếm được triệu lai nợ xuống tài hai đời. Chuyện các người cứ làm, nữa gì mà phải hỏi, ra tay đi. Ủa chú gì đâu đó? Đi lên phường. Lên phường chi? Để giao hết tất cả bằng chứng này cho chính quyền. Tao đã quay hình lại hết tất cả những gì mà mày đã làm nãy giờ từ lúc mày bước vô đây. Mày vô đây mày gài hàng tao, xong rồi cái mày lén quay hình lại, rồi mày đăng lên mạng để mày cắt ghép chỉnh sửa, thâu tóm tâm lý cộng đồng mạng, dẫn dắt dư luận chứ gì. Chưa hết, sử dụng hình ảnh cá nhân công khai mà chưa có xin phép, mọt gông nha con. Đi lên phòng. Có người An Giang dễ thương thiệt thà. Đi lên phòng. À, chú người An Giang dễ thương thiệt thà. Bà Lệ á, bà gọi chú hoài với bà Lệ. Bà chọc cái miệng tôi chửi không à. Cái miệng tao hổn nhưng mà cái tâm tao tốt, mày hiểu không? Nhưng mà mày thì vẫn phải lên phố. Không nơi nào vui như nơi đây, quá vui mà còn lấy. Nơi đây là đoạn phim tôi đang quay, Good Tech Moving On. Chúng ta chính là đoàn phim vui, chúng ta chính là đoàn phim hay, chúng ta chính là đoàn phim vui tới hồn nhiên chứ không bị điên. Chúng ta mất ngủ bao đêm qua, chúng ta vất vả bao lâu nay, chúng ta không ngại ngàn lao chiến cần quay phim chẳng ai buồn chi. Action! Hey. Quá là hay luôn. Giữ cái năng lượng tích cực như vậy, một chút xíu mình quay y như vậy là ok nha. Ok! Không ok nha. Sao vậy? Sao tự nhiên tràn vô đây vậy? Kiếm thêm. Trời ơi, còn công chuyện hay làm. Bây giờ đi vô chổng phù mẹ. Nhanh lên. Cảm ơn anh nha, cảm ơn nha. Rồi, mấy bạn quần chúng. Ê, tao tự nhiên kêu tao quần chúng, tao buồn rồi sao trời. Chứ kêu lại gì? Diễn viên phụ. Rồi, mấy bạn quần chúng. Mấy bạn diễn viên phụ. Nhớ thay đồ trước khi ăn nghe không? Dạ. Ơi, đi vô trong ủi đồ đi, lẹ không kịp chơi. Anh, sao cưng? Hồi sáng em chạy từ đằng kia qua đằng này á, gấp quá, chưa kịp ăn gì hết á, em đói quá. Trời. Đi vô ăn sáng liền. Dạ. Đi vô. Em cảm ơn anh. Đi vô. Anh ơi, sao em có cái thịt thừa, nhưng mà chị make up kêu là quần chúng khỏi make up, em sợ lên hình. Đi vô trong trọng, nói tên anh là chị make up cho em liền. Đi vô. Anh, còn em nữa, sáng sớm trời nắng quá, em nổi mồ hôi á, giờ thú quắc à. Đi vô trọng, nói chị phục trang sẽ lấy đồ cho em nha cưng. Dạ, em cảm ơn anh. Đi vô. Ê cậu. Dạ sao chị? Cho bài toán đi. Dạ, ta bình còn bê bình bằng ba. Dạ. Đi giỏi quá. Chị bên bộ phận nào đây? Tôi hàng xóm. Thấy cậu giải quyết cái gì cũng được á, nên nhờ giải dựng bài toán. Rảnh he. Đi về. Đi về liền. Tiến độ sao rồi em ơi? Dạ. Mọi thứ chuẩn bị xong chưa? Anh ơi, mấy giờ rồi biết không? Dạ, em biết. Giờ rồi. Diễn viên đâu? Diễn viên tới chưa? Máy móc xong hết rồi anh, nhưng mà diễn viên chính chưa có tới anh ơi. Cái gì? Em gọi muốn cháy máy luôn mà không có tới. Em mượn
Điện thoại của người này người kia hết tất cả các người trong đoàn. Gọi cuộc nào chặn cuộc đó. Tò te tí anh ơi. Bây giờ tôi không cần biết. Dạ. Một chút xíu nữa có mặt Diễn Viên Chính ở đây cho tôi. Thấy rõ chưa? Trời, vô chổng ăn sáng uống cà phê đi anh. Trời ơi, trời ơi. Quay phim cực lắm mọi người. Viên á, là Viên phải đến từ sớm nè, trời ơi, rồi ngủ trên xe, không ăn uống gì được hết trơn. À, còn chưa kể nữa, Viên chia sẻ nè, có mấy lúc mà hả làm những cái cảnh hành động phải đau đớn á, là Viên phải chịu đựng thiệt luôn. Tại vì... lúc cảnh hành động đau đớn đó là Viên phải chịu đựng thiệt luôn. Tao thấy mày tán tao nha. Tại sao tao đang lên tiếng mày tán tao? Anh nói là phải chịu đựng thiệt thì em đánh cho anh có cảm xúc thiệt. Nè, mày có gì điên không? Hả? Mày thấy tao đang làm gì không? Livestream. Thì mày câm cái miệng làm tao nghe nha. Ngoài đời phải sống thiệt. Chứ mình không sống thiệt mình lên sân khấu mình diễn giả lắm. Cái gì nữa? Đi đây, em nói anh nghe nè. Thiệt, em làm nghề cũng ít năm thôi nhưng mà em có một câu nói rất là hay. Ở ngoài đời không có trả cách xê mình đừng có diễn anh. Nhưng ba tao trả cách xê cho đạo diễn trả tiền cho mày á. Được chưa? Tao muốn ăn được không? Hả? Hai thằng sao? Phiền quá vậy. Đạo diễn đâu rồi? Đạo diễn. Anh ơi, anh cái gì? Ai kêu? Anh kêu anh á. Ủa cái gì mà? Ủa anh tới rồi hả? Thì mới tới đó mình anh. Thì tới sớm quá vậy. Cái gì? À, quay luôn. Chạy tiến độ rồi. Anh giúp em nha. 3, 2, 1 diễn. Nam diễn viên chính. Lất ca lất cất, thận tha thận thờ bước ra bờ sông đợi đường. Tới trưa, tới chiều, tới tối. Đói bụng rã rời, chân đi không nổi. Anh quyết định ngồi xuống. Anh hát. Thôi tôi ông càng chạy trối quanh coi chỉ càng lộ rõ chân tướng một con một kẻ gian manh, một con người giả giá gì khi đối mặt cùng ông tôi đã đủ chân lý của một quan tòa thẩm thức. Tên tội phạm thì đừng ngỏng ơi, đừng tiếp tục đưa tôi vào những cơn đam mê điên loạn. Vì tôi và ông chỉ còn một con đường duy nhất là đường ông đi. Đường tôi bước ra ngã chia ly ai phương trời ly biệt. Ông bước vào cơn đam mê điên loạn, còn tôi đêm bước đau thương mà nghe chịu nặng tâm hồn. Gì mệt quá nên hát xong anh xỉu. Trong mơ anh thấy bản thân mình như giam cầm trong một tối. Thả tôi ra. Anh muốn thả con dữ trong người anh ra. Anh hóa cọp. Anh hóa chó. Anh hóa mèo. Ông nội ơi, ông nội. Rồi sau đó anh hóa đá. Em ơi. Dạ. Anh kêu hóa đá em làm gì? Em hóa hòn giọng phu, hóa đá chờ chồng. Trời ơi. Hay. Xuất sắc. Anh chưa bao giờ anh thấy một diễn viên mà có tiềm năng như em á. Em suy nghĩ, em phân tích tâm lý, anh thử thôi mà em sáng tạo vậy luôn hả? Dạ. Chào bảo cơ nha. Đây, linh hồn của diễn viên trong bộ phim. Người nhắc thoại, một người rất có tâm. Đuổi nó đi. Dạ. Đi. Ôi tự nhiên đuổi em. Em ơi, người ta con nhà đầu tư. Lâu quá vậy đạo diễn ơi, lại lại quay rồi. Nhé. Đi okay, em. Ok, anh đuổi thì em đi. Sống là phải có tự trọng đúng không anh? Ok. Rồi thôi anh ơi, thông cảm nha, mình quay tiếp nha. Nó không chạm mặt đây, make up gì vậy? Rồi quay hả? Make up đâu? Make up. Làm ăn kỳ trời. Mày từ từ mày nhẹ nhẹ thôi chứ mày làm cái gì? Ủa? Hả? Ủa gì? Hả? Ai đây? Tên gì? Hả? Dạ, báo cáo với anh. Đây là vẻ đẹp của tất cả diễn viên trong bộ phim. Người make up. Một chuyên viên rất có tâm. Đuổi nó đi. Dạ. Ủa tự nhiên cái là đuổi tôi vậy? Em ơi. Nhưng mà không sao, tôi sẽ ra đi vì lòng tự trọng. Ủa? Bởi vì tôi chỉ là một con make up quen. Anh ơi. Ủa cái đoàn phim hả? Đoàn siết vậy trời. Anh thông cảm. Hả? Giờ rồi mình quay tiếp đi. Không sao em đuổi nó đi. Thôi đưa cho ông bao nhiêu tiền mà ông làm kỳ vậy? Dạ anh thông cảm giùm em nha. Rồi quay tiếp hả? Dạ quay tiếp. Đồ đạn mà nãy té dơ rồi không phủi không gì mà quay tiếp. Phục đen. Mày đứng đó mày lùi tao ra. Mày lùi xa ra. Sao mày lai nữa. Em tên Phục. Em tên Phục. Chuyên lập Phục Trang. Ủa là sao? Tên Phục Phục Trang đó mà.
Đạo dạ. diễn hả? Dạ báo cáo với anh, đây là phục trang của đoàn. Dạ em tình phục anh. Đuổi nó luôn. Ủa đuổi luôn nha. Ủa anh ơi, tại sao lại đuổi em hả? Em làm cái gì sai mà anh đuổi em? Mày kêu con mắt cúp ra đây tao coi. Anh ơi mày kêu ra đây. Tiếp đừng mình kêu ra làm gì anh ơi. Kệ tôi, ra đây dập mặt. Em nha. Không nhắc thoại đâu. Kêu nhắc thoại ra đây. Anh ơi mình làm gì mất thời gian lắm, mình trễ tiến độ mình hết trơn rồi anh ơi. Anh ơi cho em cơ hội làm lại ha, anh cho em cơ hội làm lại hả? Mày lại giờ mày lại gì nữa? Nhắc thoại phải không? Dạ đúng mày rồi. Mày làm tao quên nè. Dạ. Em nhắc thoại. Anh biết tới khúc nào rồi. Bây giờ mày à nhớ rồi, mày vô mày kêu con phụ trang. À không, con quá trang. Ba đứa ra lượt cho tao. Ra tao nói chuyện. Dạ. Anh ơi. Anh làm vậy là anh chơi khó em rồi đó. Bây giờ mày 3 trong 1. Đạo diễn. Dạ. Tôi nhắc lại một lần cuối cùng, tôi không muốn thấy cái bản mặt của nó và những phiên bản giới hạn của nó xuất hiện trong cái đoàn phim này. Còn không, cứ đổi cái đạo diễn đi. Rồi. Đất ơi, em ơi đi. Tôi coi như cái đuổi em vậy. Đi, nhanh lên. Công bằng ở đâu? Ở trong sách á. Trời ơi. Trời ơi. Ôi mày đâu? Bao giây hết trời lại cho tao. Mày phải có ông sản xuất không? Đúng. Tao trịnh trọng thông báo cho mày biết, ba mày phá sản rồi. Ủa? Phá sản dạo này như tai biến vậy hả? Nhanh như vậy. Bây giờ mày có trả nợ cho tao không? Thiếu gì đâu mà ba trả. Ba mày thiếu mày trả. Thì ba mày, tao thiếu thì mày tìm ba tao, sao mày tìm tao? Tao tìm mày tao bắt mày để ổng lòi mặt ra. Cái con nhỏ này mày vô duyên, tự nhiên mày bắt tao. Cái gì là vô duyên sao? Ê, thôi nha, tao nha. Làm gì không? Làm gì không? Mày là ai? Mày không cần biết tao là ai. Nha. Yeah. Không liên quan thì bấm nút biến. Tao không biến mày làm gì tao? Tao bấm nút mày đó, mày tin tao không? Thách mày đó. Mày làm tao gì? Sợ mày hả mày? Hả mày? Hả mày? Ủa? Chưa chưa được 2 giây nữa trời. Ray. Tao biết chắc chắn mày sẽ không nghe lời tao. Thì đương nhiên rồi, tự nhiên. Nên bây giờ tao sẽ đánh cho mày xỉu. Dừng lại. Ê, mày, ê, tao không biết gì. Tao mình xét đi. Không có, nãy tao hù mày, tự nhiên nó nhảy vô nó chịu, tao không biết gì. Mày, tao không biết gì đâu đó. Em ơi, phải, có sao không em? Ê, em làm tất cả mọi chuyện để tốt cho mọi người. Ê, ơi. Ê, ơi, phải. Ăn kia vậy? Đừng lại. Đừng. Em diễn hay không? Em diễn xuất sắc không? Ôi là trời, em suy nghĩ lâu dữ lắm cái miếng này em nói thiệt anh ơi. Em diễn đi, em nhập tâm vô đó để em xin vai của anh á. Dạ. Vậy nãy giờ là diễn. Diễn không hả? Rồi con nhỏ nãy lại. Nhỏ bạn em, nhỏ bạn em. Liên vô. Anh cho vai nè. Trời ơi cực quá mất cái đôi dài của nó rồi. Trời ơi, đạo diễn. Dạ. Giỡn mặt với tôi phải không? Mọi người giỡn mặt đúng không? Dạ, có đâu có đâu anh ơi. Ông làm gì mà giỡn mặt đúng không? Không có lời hiểu lầm. Gọi cho ba tôi hiểu lầm thôi mà. Ôi, anh ơi, kiếm mày không? Anh ơi, anh đưa đây. Anh ơi, đừng gọi anh ơi. Vô hết rồi. Xong. Ông tới luôn rồi kìa. Hả? Bước ra đây. Dạ. Anh mới tới à. Dạ anh ơi, tiến độ đàn tiên rất là tốt luôn á. Anh cứ yên tâm nha. Anh tới đây chi cực với anh. Ra đây. Không ra ba cắt tiền ăn sáng đó. Con nè ba. Sao vậy? Học hành không lo học hành. Lấy danh của ba vào đoàn phim phá phách là sao? Hả? Không phá đâu, con định làm phim chứ phá nào. Ba không có cấm con làm diễn viên, nhưng mà con phải học hành đầy đủ. Lúc đó con giỏi rồi á, con vào đoàn phim á không cần phải mượn danh của ba. Ai nói ba con không học, con cũng học đàng hoàng chứ bộ. Đi về cho ba. Con đang quay mà. Đi về, ba khóa hết thẻ đó. Mà Anh ơi, đường về đường này nè anh. Tao bỏ đường máu này tao về được không? Ok. Dạ chú. À, con là Thoại đúng không? Ủa sao chú biết tên con? Chú nghe đạo diễn nói về con rất là nhiều. Chú tin rằng con sẽ thành công sớm thôi. Trời ơi.
chị là con được đóng vai chính rồi đúng không chú? Hỏi đạo diễn. Em được đóng vai chính phải không anh? Vì sao vậy em? Dạ. Không sao đâu anh. Miễn anh cho em đóng vai gì cũng được, miễn có đóng là em mừng rồi. Nha anh. Dạ. Đối với em, cho dù có trải qua bao nhiêu sóng gió mà được sống với cái nghề này, bằng sức mạnh của nội tại, em sẽ làm rạng rỡ dòng họ nội ngoại hai bên. Nguyễn Văn Thoại làm được, các bạn sẽ làm được. Chiên nè. Trời. Mày. Ây chà. Đi vô lụm đi. Đừng nhét ghen. Lẹ lẹ nghe. Trời. Trời đất ơi. Trời ơi, con gái ai mà tối thui tối thùi mà chạy la um sùm vậy? Mà cái đường rạo như đi mà nó chạy đụng chúng mình được hai thiệt cái thằng đi. Có nhớ là nay tới đây làm gì không? Dạ nhớ, dạ nhớ. Hôm nay á, ông nội dắt con tới đây để cảm ơn cô gái đã giúp ông nội hoàn thành cuốn tiểu thuyết phần 1. Đúng rồi. Dạ. Giỏi. Giỏi không? Con chẳng thấy cô gái đâu hết. Tao nằm mơ sao mày thấy được? Nằm mơ. Tại vì cô gái đã báo mộng cho ông nội là tới đúng căn nhà này nè. Thôi vô con, đi vô con. Dạ dạ. Vô để lẹ đi, vô cúng kiến rồi cô gái về nữa chứ. Mày lẹ ông đầu tao ngồi đi. Dạ không dám. Không dám. Đi vô đây. Dạ. Lẹ lẹ đi vô cúng kiến. Dạ dạ. Vô cô gái về nữa chứ. Rồi chưa không? Kính thưa cô gái trong ngơ, hôm nay tôi có đem đống trái cây không ngâm thuốc tẩy qua đây. Nếu mà cô sống thôn thác thiên á thì cô về đây thò tay ra lấy trái cây ăn đi, ăn thoải mái bao nhiêu cũng được hết trơn. Đi đang sáng mày thò cái tay mày. Nếu mà cô sống thôn thác thiên á thì cô về đây ăn trái cây đi, thò tay lên lấy để ăn thoải mái hai tay đâu vàng nhân. Hai bàn tay của con, con đang múa cho anh nội xem. Cái 1, 2, 3, 4. Cái tay này của ai vậy? Cái tay ai vậy? Trời đất mẹ ơi. Trời. Sống sáu mấy năm trời, lần đầu tiên thấy cô dâu có râu. Cô dâu có râu. Trời ơi trời, ăn kìa. Ăn ngấu nghiến luôn kìa. Đói lắm hả? Đói, đói bụng. Trời ơi, đói mà ăn cóc mày. Cảm ơn. Sao vậy? Chắc gì vậy? Đêm nằm lại như mình ơi. Mình ơi nhớ đi mình nhiều. Đêm nằm lòng nghe thao thức. Giờ không biết giờ này mình ngủ chưa. Mình ơi đừng ngủ buổi trưa. Hỏi tại sao? Tại nắng chưa. Hồi nãy nó đọc rap là ông nội biết giọng của đàn ông rồi. Đàn ông? Ừ. Chứ không phải cô gái. Mày điên á, cô gái nào mà tóc mọc dưới hàm. Đứa con cũng không đi kiếm cô gái với ông nội đâu. Tự quyết đi, con đi ngủ. Mày suốt ngày ăn với ngủ không à. Đi ngủ đi mày. Ơi. Trời, còn cả phần kết rồi, không biết viết sao, không biết kết kiểu gì đây nữa. Lại nhớ mình ơi, mình ơi nhớ thương mình nhiều. Trời ơi, thôi. Ừ là trời, giờ này ai hát karaoke vậy? Đâu có. Con là ai vậy? Hồ Hải Ly Ly Ly. Ủa trời, Hồ Hải Ly. Đúng rồi, Hồ Hải Ly là cô gái trong mơ đã giúp mình hoàn thành cuốn tiểu thuyết phần 1 mà. Trời ơi, Ly về rồi, Ly tới rồi. Ly tới rồi. Dậy con ơi. Dạ. 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 Cái gì? Cái gì? Ly tới rồi, Ly tới rồi. Cổ tới rồi. Tới rồi cậu ơi. Cổ đau, cổ đau. Tới rồi, tới rồi.
Lý ơi. Dạ, 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 trả lời luôn hả ông? Mày sợ cái gì? Có ông nội ở đây là sợ gì? Trời ơi. Lý ơi, hồi nãy mới lên tiếng rồi, nếu được rồi cho thêm cái hình được không? Dạ, dạ. Khoan, từ Lý ơi. Lý ơi, có xuất hiện á thì xuất hiện rụt rè thôi nha, đừng có xuất hiện thanh thoát hay chú giáo tôi sợ. Đi vô đi, trời ơi trời. Lý ơi, Lý xuất hiện bình thường thôi, đừng có bẹo hình bẹo dạng. Lý ơi vô đi Lý. Thôi ơi, đừng bò sát chúng tôi một cái đi, bay bổng đi. Bay bổng vậy được chưa? Bổng được đó, bổng được đó. Bổng thấy sợ hơn. Lý làm ơn làm phước, xuất hiện với người ta làm sao? Xuất hiện với tôi vậy đi. Ở đâu nữa? Ở đâu? Ờ cái này được nè. Trời ơi, cái mình đây rồi, đầu đâu? Ở dưới chân nè. Trời ơi. Trời đất ơi. Trời ơi, ráp cái đầu như ráp Lego vậy. Chú ơi, cho con vô nhà nói chuyện cho ấm cung nghe. Trời ơi, cô ấm, tôi thấy lạnh quá vậy. Vô đi lẹ đi con ơi. Dạ con chào chú, con chào anh. Xin chào mừng hai người đã đến với căn nhà màu tím mộng mơ của con. Và ngày hôm nay thật sự con không muốn làm cho hai người hoảng sợ một chút nào cả. Hai người đừng buồn con nha. Ủa bị đa nhân cách hả? Trời ơi, cái chú này, chú thì vừa nổi cột gì vậy? Chú ơi, sao? Con đã giúp chú hoàn thành cuốn tiểu thuyết phần 1. Chú giúp lại con một chuyện được không chú? Trời ơi, giúp chuyện gì? Số là con và người yêu của con cùng nhau tay trắng lên đây lập nghiệp. Sau khi dành dụm được một khoảng thời gian, đã mua được căn nhà màu tím mộng mơ này. Và rồi, để có thể sống hạnh phúc bên nhau, tụi con quyết định làm đám cưới. Nhưng thật không may, 3 ngày trước khi cưới, tụi con quyết định mua một cái lẩu về ăn. Rồi con nói là ăn lẩu là phải ăn với bún. Anh nói không, ăn lẩu là phải ăn với mì mới ngon. Nhưng mà con nói là anh ơi, anh đi mua cho em bịch bún đi, anh thích bún. Sau khi ảnh đi khoảng tầm đâu 10-15 phút, bình ga mini phát nổ. Trời đất ơi, còn sao nữa? Cháy loạn cả một gian bếp. Trời ơi, lúc đó con sao? Con chết cháy. Trời ơi, tại sao con không chạy đi? Con mắt rót nước mắm. Trời ơi là trời, ăn lạc bữa là sống với ai rồi? Mà chồng con là ai? Cái người mà khùng khùng điên điên hồi nãy chú gặp đó. Hồi đó anh tỉnh táo lắm á, mà từ khi anh chứng kiến cái chết của con, anh mới trở nên khùng khùng điên điên như vậy đó. Thì biết là vậy rồi, nhưng mà nó khùng khùng điên điên đi lùm lum la, biết đâu mà tìm nó con. Đói bụng quá. Trời, nhắc cái ra liền vậy. Ảnh đó chú. Chú ơi, chú giúp con đi chú. Cho con mượn. Con vô chút xíu con làm đám cưới cái con ra liền à chú. Trời ơi, con ơi, nó nghe nè, bây giờ chú đang khỏe mạnh lắm, vô khó lắm con, để nào chú yếu đi rồi vô cho dễ nghe. Sao yếu ngang vậy? Mày làm gì vậy? Chú quạt gió. Ai mượn? Chúng gió cho nó dễ vô. Mày điên á, mày cháo tao chứ. Mày muốn bệnh ngang vậy? Thôi bây giờ, bây giờ yếu rồi nè. Yếu rồi phải không? Vô lẹ rồi ra nha. Vậy mình vô nghe chú. Hay thiệt, nhập xác mà nhảy được nguyên một bài popping luôn.
Ly, Ly ơi, Ly ơi, anh xin lỗi em. Phải chứ ngày đó anh không có đi mua bún. Giờ mình đã xung hợp với nhau rồi, Lý ơi. Em tha lỗi cho anh nha Lý, em bỏ anh, đừng bỏ anh Lý ơi, đừng bỏ anh Lý ơi. Đừng bỏ anh. Chú ơi, khúc này con nghẹn quá. Chú nói giùm con đi chú. Anh ơi, anh ơi anh, em biết phần số của em kém may mắn, nhưng mà lỗi không phải tại anh đâu anh ơi. Lỗi là do bình ga mini nó phát nổ, chứ không phải lỗi anh đâu anh ơi. Anh ơi anh, em chỉ có một mộng ước duy nhất thôi, em vẫn muốn cưới anh, muốn làm một cái đám cưới đàng hoàng với anh. Anh ơi, em yêu anh. Bây giờ hả? Anh cũng yêu em. Con. Trời trời. Đi đó. Ủa. Đi. Ủa trời ơi, nãy giờ nằm mơ hả trời? Nó sẽ tự răng mà cứ 2-3 ngày đi vô nhà hoang đi nữa. Bữa giờ viết cái cuốn tiểu thuyết phần 2 mà cái kết nó chưa có. Cho nên ông nội mới vô mấy cái nhà hoang nè, ngồi đây viết cho nó có cảm hứng, hiểu chưa? Đi. Ủa. Đi đó. Ủa trời đất ơi. Trời ơi. Đi. Coi. Sao cái kết nó có rồi con? Ủa mình viết hồi nào trời? Ủa đứa biết xong rồi hả? Ừ. Thôi đi về. Ủa? Về nhà. Ủa chứ kỳ vậy ta? Dạ con chào chú. Dạ con chào chú. Ủa? Con là fan hâm mộ, độc giả của chú á. Chú không biết chứ, con đọc hết mấy cuốn tiểu thuyết của chú viết luôn. Anh ơi, mua được rồi. Mua cắp được rồi. Trời mà lạnh vậy á, mình làm cái lẩu nữa là hết sảy luôn. Không. Để em về, em chuẩn bị bình ga mini. Đi. Ga mini. Ê, đợi anh xíu nha. Bốn với bốn bầy nha. Nhớ rồi. À, dạ, chào chú, chào anh nha. Hồ Hải Lý hả? Con cảm ơn chú. Anh ơi, đợi em đi chung với. Biết rồi con ơi. Ông nội biết rằng cái tựa phần 2 là gì rồi. Là cái gì ông nội? Món quà ân tình. Được ôm ấp bởi dòng sông Tiền yên ả chở đầy tôm cá. Mà đầy tôm cá thì làm cái gì quý vị? Nấu lẩu. Tôi, chủ quán lẩu Cù Lao Thanh Giàu. Sáng tươi đẹp con, gì chú xuống nha con, nha. Gió nhẹ nhẹ nghe cánh lúa cho bao. Thôi, làm cái gì vậy? Sao đứng đây hát hò sụm vậy? Phục vụ văn nghệ mà tía. Thì hát cho mấy cô mấy chú ăn cho nó ngon miệng. Ai mượn ai mướn, phục vụ văn nghệ là nghề của tía, nha. Dạ. Đi vô trọng, cho em ăn cơm uống sữa rồi nghỉ trưa đi, nha. Đu lên. Dạ. Đi vô trọng con. Vô. Nhanh lên. Trời ơi, thương quá à. Xuống con. Ôi, xuống con ơi, con cưng của tôi. Đi vô. Tắm rửa sạch sẽ đi. Nghe. Chú ơi, tính tiền chú ơi. Có liền. Tính tiền hả con? Dạ. Cái lẩu 120. Hai cái rau 10.000. Ủa, diễn viên xuống đây đóng phim. Dạ đúng rồi. Nghệ sĩ. Dạ.
Nghệ sĩ không có tính tiền. Hả? Thôi. Không tính tiền nghệ sĩ. Thôi. Tính tiền đi. Chú không tính vậy tụi con ngại lắm. Chú đâu, làm vậy giống như tụi con mắc nợ chú á. Ý đồ của chú. Chú muốn nghệ sĩ thiếu nợ chú. Chú mê làm nghệ sĩ chứ lắm. Kiếp này mình không làm nghệ sĩ được á, cho nghệ sĩ mắc nợ chú. Cái kiếp sau chú làm nghệ sĩ. Dạ chú dễ thương quá. Con nói nghe nè. Sao? Mình muốn làm nghệ sĩ á, thì mình đi tới mấy cái chỗ đoàn phim hay mấy cái chỗ nào mà người ta có thử vai rồi đó. Cái mình nhào vô mình thử vai. Tuổi trẻ chú năng động sáng tạo, nghĩ sao mà không có? Có luôn hả? Sao? Chú có hết trơn á con. Chú lên trển ha, vai nào chú cũng cát vai hết trơn á. Trời ơi, vậy là chú đậu không? Được. Do chú diễn dở. Không dám đâu nha. Chứ sao? Làm nghệ sĩ là phải có cơ duyên nha. Ủa là sao? Tới lúc phần dài á, cái người ta hỏi là em ơi em đóng vai này được không có chú? Em đóng vai kia được không có chú? Em đóng vai nọ được không có chú? Cắt vai chú luôn con. Cái này không phải là cơ duyên đâu chú. Là gì? Mà là do cơ địa đó. Tao cơ địa. Không thích vai người ta thôi, mắc mớ gì vậy? Đúng rồi hé. Cái mỏ chú chè dài, người ta tưởng chú chê dài, cái chắc dài chú. Con có cơ duyên ghê không? Con nói chú nghe. Bây giờ mình biết được cái nguyên nhân rồi. Đúng rồi. Thì mình phải biết rút kinh nghiệm chứ. Rút kinh nghiệm chứ. Đúng không? Ừ. Mai mốt á mà có cơ hội đi thử dai nữa nha. Cái môi của mình chê dai. Người ta tưởng mình chê dai. Thì mai mốt mình cuộn nó lên. Đúng rồi. Mình cuộn cái môi mình lên. Đó. Cái trời sao thổi trời ơi rớt trời. Nữa. Chọc tú không à. Con nhỏ này cứ chọc chú hoài à. Trời ơi con nói thiệt á. Con thấy chú dễ thương quá. Con chọc con nghẹo chú chơi. Về. Dạ. Về đi. Ủa tự nhiên đang vui vẻ đuổi về ngang à. Không phải, ý chú nói là chiều nay cù lao hay mưa kêu về đoàn phim quay đi. Hả? Cái gì? Đoàn phim. Ừ. Người ta kỳ cái từ đó lắm. Từ mưa đúng không? Dạ. Mưa thì nói mưa chứ có gì đâu mà sợ. Ý chú nói là chiều qua mà mưa một cái ha. Là mưa dầm mưa về. Mưa công xương sóc, mưa cống xương sườn. Mưa từng ơi mưa từng. Hạ mưa nhớ ai mưa triền miên. Bước bước trong chiều mưa. Đi về bước chân lẻ rồi. Mưa rồi. Người ta kỳ mà sao cứ nhân hoài. Cho chú xin lỗi đi, tại chú không biết con. Nhưng mà chú có quà cho con. Có quà cho con. Ủa có quà nữa. Tụi con. Ê, dạ. có quà. Chị nè. Có quà. Thôi kệ đi. Nhanh con. Có quà rồi chú ơi. Nói nghe nè. Dạ. Không có nhiều hết trơn á. Của ít lòng nhiều. Đem về cho anh em đoàn phim ăn cho nó vui. Dạ con cảm ơn chú. Nè. Dạ. Con buồn dừa. Cái này là của chà bá luôn. Nhiều quá hả. Thôi. Chú giữ lại bán đi. Ừ. Nha. Tụi con không có lấy đâu. Con cảm ơn chú. Không có sao. Chiều rảnh chú chở qua đoàn phim sẵn chú coi tụi con đóng phim luôn được không? Trời ơi thiệt hả? Ừ. Dạ con cảm ơn chú. Thôi tụi con về. Thôi về đi con. Về cẩn thận nha. Về lẹ quay đi. Quay đàng hoàng nha. Trời ơi chứ mà mưa cái bể bối cảnh là đoàn phim về tới trển đó. Nha. Trời sao nghệ sĩ cực quá ha. Ăn cái gì cũng kiêng, ăn cái gì cũng cử hết trơn á. Hồi xưa đạo diễn đánh tôi gớt là phải rồi. Tụi con ơi, ra phụ tía dọn dẹp nè. Dạ. Ai chưa hết chưa? Trời ơi. Sao vậy? Bị cái gì? Anh nhớ, chú cái điểm, mang chú cái điểm, anh chưa nhớ chú đế bà. Đế bạc cái gì vậy? Ê, con, qua nghe nó nói kìa ơi. Cái gì nó nói tệ bạc sao mà phục vụ nó sao nó kêu tệ bạc kìa. Anh nhớ hả thưa? Anh nhớ. Đế, cũng muốn ăn chứ cái gì, tao chứ cái gì, nó muốn cái đàn số đế bạc. À, tệ bạc là ngon đó tía. Tệ bạc là ngon hả? Sao mày biết? Thì con coi phim Hàn Quốc, thấy người ta ăn mì nè. Wow, tê bà. Là ngon. Người ta đang khen món của tía đó. Ê, vô. Đế, mì, tệ bạc. Chú tệ bạc. Đế mày nói nó ngon cần ngon á. Đế bà. Tệ bạc. Chú you, là... no đế bà. Hả? You, đế bà. Anh tía còn ngon á tía. Đi qua coi. Con nít mới còn 12, 13 tuổi à. No. Ôi mưa hồ. Không ngon. Đã rồi, đúng nè, mà tao có đi sẵn đi, có đi nhanh nè. Đi qua con chưa? Tèo ra đây, nghe liền cho tía coi. Nó nói cái gì sùm tùm lum tùm la, không nghe được. Ai khách nước ngoài hả? Khách nước ngoài kìa. Mày ra mày tiếp đi. Tao qua đi khắp, phòng chú Lâm nè khắp. Ai... Mẹ tôi có đánh chú nè, tao có đánh chú nè, tao có đánh chú nè, tao có nha. Hèm hello bạn tin đi bị con bài tâm rạp thuốc khôn đó khác. Ai cứ mặt chứ. Mà tụng rạp một sáu đâu cho anh chả đi hồn nhờ. Cái cứ. Ui. Tao kêu mày qua tiếp khách sao tự nhiên mày cãi lộn với khách. Thì nó kêu con mén đẹp kìa. Một đứa nói tiếng Hàn, một đứa nói tiếng Thái mà mày hiểu con mén đẹp. Đâu hiểu đâu. Sao cãi lộn. Thì không hiểu mới cãi. Trời ơi là trời. Thôi đi vô. Mày mốt tôi có tiền được cho học tiếng Hàn nghe chưa.
Ôi. Giữa nắng sáng hay sao vậy, tự nhiên đứng hò như ho vậy? Dạ, tại anh nãy anh khen con đẹp, con muốn hò một câu cảm ơn ảnh á. Hò cảm ơn phải không? Dạ. Bước qua đây, tôi hò cho, mày hò nó chạy đó. Nha. Dạ. Ôi. Mày biết tiếng Hàn không? Không biết nha. Tiếng Hàn cảm ơn là Kamsa Hamita. Kamsa Hamita. Dạ. Ok, chơi, mày làm hình, tao làm tiếng nha. Hò... Kamsahamnida, mita, kamsahamnida, mita, oppa. Ai nhớ, saranghaeyo. Ê, saranghaeyo. Nè. Ôi ơi, sao mà con nít mà kỳ vậy? Hả? Mới có mấy tuổi mà làm trái tim nữa. Saranghaeyo. No. Yo. My girl. Ok, vô. My little girl, Simon. Ok, Simon. Okay. And I want to three year. You come back the Cù Lao. You. Ok. And now, you, Su. Su cả na nha. Ok. Ok. Đây rồi, sao nãy nói cái gì mà sao nó hiểu hay vậy ta? Hiểu chứ chú. Hồi nãy ông dịch cho ổng á. Trời ơi, thật ra con hữu dung viên của ổng thì đến đây nè. Mày biết tiếng Việt ha? À, biết sao không biết. Ôi sao nãy giờ không nói, trời ơi. Trời ơi, chú ơi. Tại con thấy chú với lại ổng giao lưu văn hóa vui quá, không để gì cho. Trời ơi là trời, thiệt á, mệt muốn chết luôn vậy đó, thiệt á. Chú sợ nhiều khi nó nghe rồi nó nói nó cười mình đó con. Ừ. Thiệt tình luôn á. Ủa tôi, hả chú có đi gặp mặt chú cái này, thằng sẵn của này mà nữa. Nó nói cái gì anh? Ok. Nó nói là cái lẩu này á, sao mà gọi là lẩu Cù Lao. Thì nấu trên Cù Lao gọi là lẩu Cù Lao. Vậy hả? Chú giỡn. Chú giỡn cho vui. Chứ thật sự á, cái lẩu Cù Lao là nó lạnh. Một chút tôi vô. Lẹ đi. Tôi tính liền. Ai à, chú ơi. Được không con? Dạ được. Ừ. Trời ơi. Bài chú sáng tác luôn á. Vậy hả? Hát gì cái lẩu. Hay không? Hay không? Cho tôi đi được vô. Được không? Được không? Vô đi con. Cho miếng quà. Có tiền cá xê nè. Đem vô chổng chia cho mấy đứa nhỏ. Gom đồ về đây với anh hai. Lụm lên. Gom đồ về đây với anh hai lẹ lên. Nãy á, hồi nãy giờ á, cái bài mà chú hát á, con có thu âm hết rồi. Phải không? Dạ, lát nữa về á là con á dịch cho khách nghe. Dịch cho ổng nghe nha. Để biết ổng biết cái ẩm thực của Việt Nam mình nó phong phú, nó ngon cỡ nào nha. Con cảm ơn chú nè. Giờ con trả tiền cho chú cái nồi lẩu nha. Giờ con với lại khách đi về nha. Về đi con. Chú nha. Về cẩn thận nha. Bữa sau ăn ngon á. Dắt khách nước ngoài cho chú. Thật tất nhiên rồi chú ơi. Dạ. Chào chú về nha. Kamsahamnida. Bye chú. Cô đi chú. Cảm ơn con. Chuyện niềm tin dễ sợ không? Trời ơi. Hai đứa. Dạ. Ra dọn dẹp phụ tí vô tí nghỉ. Diễn văn nghệ mệt quá. Vô nghỉ đi con canh. Ôi. Con chào cô. Dạ, con mời cô ngồi. Cô ăn cái gì để tụi con gọi món cho cô ạ? Nơi đây quán lẩu Cù Lao. Cho cô hỏi nhỏ, Thanh Dào nơi đâu? Rồi, mình ghi vô cái món lẩu Thanh Dào. Là gọi chưa? Thanh Dào tên ba mình mà ta. Dạ cô ơi, cô ăn món gì cô gọi lại cho con ghi món. Muốn cô gọi món bây giờ, hai con phải biết làm thơ đối liền. Làm thơ tía. Ôi chưa nghỉ ngơi được gì hết cái gì vậy con? Trời ơi là tía. Hả? Cô này cổ bác làm thơ. Văn con thì dở, đứng đơ nãy giờ. Tao đây cũng giống như mày. Mày đơ tao cũng đớ đờ đơ đơ. Trời ơi. Gặp ca khó rồi. Qua đây để tía. Dạ. Hỡi cô má đỏ môi hồng, cô kêu cái lẩu lấy lòng hay rau? Mới vô đã thấy tào lao, tôi đây ăn lẩu cớ sao kêu lòng. Ê, phe ai vậy? Phe chính giữa. Đi vô. Dạ. Cô ơi chớ nói lòng rồng, ở trong cái lẩu có lòng già rau. Thanh Dào, không nhớ em sao? Em đây Thanh Bạch, tình đầu năm xưa.
Tới đây chị. Trời đất ơi, sao anh lại có thể lạnh lùng với em như vậy? Uổng công suốt bao nhiêu năm qua em đi tìm anh, em phải hỏi cho ra lẽ. Tại sao sau cái buổi thử vai năm xưa, anh bỏ em đi biệt tích, anh không nói lời nào? Anh có muốn chia tay em thì anh cũng phải nói rõ lý do chứ. Tại sao lại bỏ đi như vậy? Tại sao lại bỏ em? Tại sao? Tại ba của em chơi tôi nghèo. Ba em chơi tôi nghèo. Ba em. Nên là tôi phải quyết tâm làm giàu. Thanh giàu phải giàu. Tôi mới quyết định ra cái cù lao này nè. Từ hai bàn tay trắng. Em thấy chưa? Em thấy cái cơ ngơi này chưa? Em thấy. Em thấy chưa? Tôi vẫn nghèo. Bán ở đây thì làm sao mà giàu được? Đi, đi với em. Em sẽ mở cho anh 10 chi nhánh bao khắp bờ kè thành phố. Rồi anh sẽ giàu. Đi, đi với em lên thành phố nha. Đi. Không được. Đi. Không được. Tại sao vậy? Anh còn con anh nữa. Anh ấy có con rồi. Không sao, năm xưa là lỗi tại cha em mà. Anh mau đưa bé ra đây. Con anh em cũng xem là con em. Con. Dạ. Ra đây, ra đây, ra đây. Dạ. Ra đây. Anh kêu tụi nhỏ đi dẹ thôi, anh nó lứt cái cù lao bây giờ. Nghiêm. Chào cô, chào. Tụi con kính chào cô ạ. Cô. Con của anh dễ thương quá. Trời ơi, còn mấy đứa nhỏ hàng xóm này cũng thiệt là lễ phép đáng yêu mà. Con chào anh hết em ơi, con anh hết. Thôi, con hết. 1, 2, 3 thì lâu quá. 2, 4, 6, 8, 10. Trời. Chị nhà đẻ dữ vậy. Mỗi đứa một bà. Trời ơi. Gần vô con, gần vô con. Trời ơi, bạn như vậy. Lần con lên coi. Trời ơi, như thương thôi. Sao nước mắt cứ rơi. Chỉ là con yêu thương thôi. Đừng có sợ, đừng có sợ, đừng có sợ. Cô hay vậy lắm mà hồi xưa tí bỏ cô đó. Đừng có sợ, đừng có sợ. 20 năm trời tôi rong ruổi đi tìm anh. Cũng là 20 năm trời anh thông thả 2 năm đẻ một đứa ra 10 đứa con này. Vậy mà tôi không nghe lời cha tôi đi lấy chồng cho rồi. Anh đúng là một kẻ lăng nhăng mà. Con nuôi. Con nuôi mà. Con ai bỏ mà anh lụm nuôi dữ vậy? Tôi nuôi 2 đứa lớn. Còn 8 đứa này? 2 đứa nó lụm về tôi nuôi. Anh nuôi sao mà tụi nó thương người y như anh vậy ha? Tôi dạy mà. Nhưng mà anh giàu ơi, bây giờ anh đâu có sống cái cảnh này hoài như vậy được, khổ lắm. Anh phải theo em. Phải theo em để đổi đời. Tía, đi. Tía đừng có đi mà tía. Anh giàu, tình yêu của tụi mình thì sao? Hạnh phúc của tụi mình thì sao? Em thấy rồi đó. Còn lớn rồi nè. Hồi đó anh lụm nó về nó còn đỏ hỏn chút xíu à. Một tay anh ẵm nó, một tay anh quậy nồi nước lèo. Cực nhưng mà hạnh phúc lắm em. Tụi nó bị cha mẹ bỏ một lần rồi. Chẳng lẽ giờ mình bỏ tụi nó một lần nó coi sao đặng. Mà thiếu con của tụi anh vui lắm nghe. Anh thấy giống như cái lẩu cù lao vậy đó. Tụi nó thiếu thốn tình cảm. Cái anh là cục than ở giữa nè. Anh sưởi ấm cho tụi nó. Cục than mà không có cái lửa thì làm sao mà ấm được. Đúng không em? Nguội lạnh lắm. Ờ, lẩu mà lạnh thì tanh lắm. Anh đi với em thì cũng được. Mà con mình anh hạnh phúc à. Còn anh ở lại á, nguyên băng của anh mới hạnh phúc. Dễ thương nha. Không có bỏ đi đâu hết á. Nghe con. Cho em gia nhập băng của anh với. Em lớn xác rồi tự lo đi em. Em gia nhập để em phụ anh lo cho mấy đứa nhỏ nè. Chứ anh nhìn đi,
Mặt mũi tụi nhỏ thông minh sáng láng như vậy, tụi nó phải được hỗ trợ để ăn học nên người chứ. Tụi con có đồng ý để cho cô hỗ trợ vậy tụi con ăn học thành tài không? Dạ chịu, tụi con cảm ơn cô. Ê, kia là tía thì đây là gì? Trời ơi. Má. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to... Ba người đang làm gì vậy? Linh à. Hả? Hôm nay anh làm tất cả mọi chuyện này là vì Linh đó. Linh có biết rằng có nhiều người mất rất sớm, tại vì ông trời quá thương người ta. Còn Linh, Linh vẫn còn tồn tại ở đất nước này là tại vì có một người thương Linh hơn cả ông trời. Người đó chính là tôi. Tôi thích Linh. Hả? Ba người thích Linh luôn hả? Linh, Linh đừng hoang mang và lo sợ, bởi vì quyền quyết định vẫn là của Linh mà. Linh à, Phi có món quà này muốn tặng cho Linh nè. Linh có biết không, Phi suy nghĩ lắm không biết tặng gì cho Linh. Si mà nghĩ biết Phi bị bí, cho nên Phi tặng Linh bó bông bí nè. Nè, tự nhiên tặng bông bí cho người ta là sao? Thì bí. Ai? Quá, thì bí quá tặng bông bí, không lẽ bí quá kêu Linh tặng thằng cu tí. Nè, nói bậy bạ gì vậy? Ờ, mà Linh thích không? Ờ, Linh thích lắm. Trời ơi, chắc lần sau tặng bông mắc cỡ. Ê Suy. Hả? Thì có sao không vậy? Té dập mặt sửa mũi luôn rồi. Linh à. Hôm nay cuối năm rồi, Khanh cũng muốn có chuyện muốn thổ lộ với Linh. Linh à, thật ra Khánh thương Linh như mẹ. Thằng Phi nó bí, nó tặng bông bí. Khánh là một người đàn ông thanh lịch, Khánh tặng qua. Nè, làm sao? Chứ bây giờ người đàn ông thanh lịch không giờ ông lấy dắt đi. Ê, dắt đi đâu? Đi du lịch có tiền đâu đi. Nói bậy nói bạ cái gì vậy? Trời đất ơi, lần đầu tiên gặp gái hoang mang quá trời, không cầm thấy khẩu trang, đứa quê quá Phi. Nè, hai người đang bị gì vậy? Té gặp mặt thêm lần nữa chứ chị. Nè, Đức. Đức tặng Linh gì vậy? À, nó tên Đức chắc nó tặng hả? Tặng gì kể nó. Linh à. Đức biết thằng Phi nó bí nên nó tặng Linh bông bí. Còn Đức, Đức... Đức bị bóng hả? Ờ, nó tặng bóng bóng luôn kìa. Đừng bao giờ đánh giá mọi việc bằng vẻ bề ngoài của nó, mà hãy nhìn vào bên trong đi. Ê, à, trời, trời. Truyền thuyết có kể rằng khi hai người yêu nhau thì thường tặng nhau bông hồng để thổ lộ tình cảm với nhau. Và Đức quyết định tặng cái bông hồng này cho anh Khánh nè. Trời, sao anh bé xỉu vậy? Tại sao vậy? Đừng có nhìn tôi, đừng có nhìn tôi, mắt cỡ quá à, mắt đừng có nhìn. Ờ, nhìn hoài mắc cỡ quá, chắc tôi tàng hình quá, tàng hình. Ủa, mọi người vẫn thấy tôi hả? Vậy tôi tàng hình cách khác, tôi sẽ tàng hình không thấy mọi người, tàng hình. Ồ, không thấy rồi nè. Đúc, bị khùng hả? Linh, 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 Linh đừng có hiểu lầm nha. Mấy cái chuyện Đức làm mà Khánh với Phi không có biết. Tại vì cuối năm rồi Khánh với Phi á muốn bài trò này kêu nó nhờ nó làm để thổ lộ với Linh thôi. Đúng rồi, tính tỏ tình giấc cứu chót thôi mà. Cứu chót cái gì? Linh thấy không có vui gì hết trơn á, trời á. Thấy chưa, tôi nói rồi, Linh không có thích mấy cái trời đâu mà bắt tôi giận hoài. Sẵn cái chớn mà đang rớt của mấy ông đó, cái tôi giận cái tôi cua hai ông luôn đó. Mắc cỡ nữa rồi, mắc cỡ nữa rồi, chắc tàng hình nữa quá, tàng hình. Linh, Linh, Linh kệ nó đi. Thật sự á là nó tỏ tình Khánh với Phi. Khánh với Phi không biết, Khánh với Phi là chỉ có thích Linh thôi chứ không thích nó đâu. Linh đừng hiểu lầm. Ơi, không thích tôi tại sao nhận quà của tôi? Nhận quà của Đức đó hả? À, Đức tặng quà cho ai? Đó bà biết sao không,
tôi á là tôi biết anh Phi anh thích con gấu á, mà con gấu Misa nha, nên tôi tặng anh Phi con gấu Misa đó. Con gấu Misa hả? Ờ. Có phải con gấu này không? Ý, chào Misa. Con gấu này á là của Phi tặng cho Linh mà. Tạm biệt gấu Misa nhé. Tại sao vậy? Tại sao Phi lại nỡ đối xử với tôi như vậy? Tôi... Đừng có tôi nữa. Tôi đã đoán trước được chuyện này rồi. Bởi vậy tôi đã làm trước đón sau. Tôi chuyển ra yêu anh Khánh nè, anh Khánh à. Hả? Nè, hôm bữa Đức tặng Khánh nguyên cái bộ vẽ đâu rồi? Khánh cầm trên tay nè. Thấy chưa, tôi nói bà rồi, anh Khánh thích tôi mà. Phi thấy chưa, anh Khánh mới chung tình thôi. Lấy ra cho mọi người coi đi anh. Quà tặng mà tặng ngại. Ngại gì, lấy ra đi, lấy ra đi. Trời ơi, tôi á, tôi vẽ anh Khánh là bằng nguyên bộ đồ thể thao rất là manly luôn đó. Tôi nói thiệt nè. Ủa, sao biến thành áo dài vậy? Vậy ai? Bé Linh. Linh ơi, đêm qua anh đồ áo dài mà mặc anh bự quấn đồ lại cái mặt em không được, anh xin lỗi. Tại sao vậy? Tại sao Khánh nữa đối xử với Đức như vậy? Thiệt là tôi không tiếc sống nữa, ông trời ơi, hãy giết tôi đi. Pịt, nó còn đập luôn, pịt. Trời ơi! Người anh tại sao lại cho em niềm đau cay đắng, cho anh ngang ngã ba tình. Giờ đây em làm sao thì thôi anh về mau, tình yêu tôi lỗi. Alo, chị không có ý định tự tử nên đừng có tư vấn bảo hiểm nha. Cúp máy đi. Tại sao nó gọi tôi lúc ngặt nghèo như vậy, sao nó biết vậy ta? Ai biết má. Thiệt luôn á. Đó Phi, mày thấy chưa? Dây. Mày có phải là đàn ông không? Thằng Đức nó tặng quà cho mày, mày lấy quà của thằng Đức mày tặng lại cho con Linh. Mày có thua kém gì tao đâu. Hả? Nghĩ sao mày vẽ Phương Linh mà cái đầu đinh của mày. Hả? Hay lắm. Đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Thằng này nặng hơn này ba lạng nè. Im đi. Thôi được chưa? Đức thấy làm như vậy vui lắm hả? Lấy tình cảm của người khác ra làm trò đùa là vui lắm hả? Trả hết cho mấy người nè. Sao? Nhưng mà tôi thấy nãy giờ là vui mà. Ê. Quá đáng. Lên lên cái khung tranh. Trời ơi sao dữ vậy? Trời ơi, tìm giúp tôi đi, tìm đi. Tìm cái đi. Gì? Tát cái rớt bóng luôn rồi. Nghĩ sao cái gì còn dở được vậy? Linh cuối năm là đáng luôn rồi đó. Đức. Ông binh tôi đi. Tao biết cảm giác của Linh rồi đó. Giả đã thiệt. Ai, mình làm cái gì vậy? Đức yêu Linh. Mày yêu Linh hay là mày yêu Lan? Làm gì vậy? Làm gì là gì mày? Tại sao mày nhắn tin với con Lan vậy tao? Ê, nói tôi của Lan hả? Ôi chị em mà nội ơi, cháy nhà biết không? Trời ơi, ghê mất chết à. Nếu mày không cua con Lan vậy tại sao nhắn tin với con Liễu? Liễu nào nữa? Liễu yêu đầu tư, bồ của tao. Trời ơi, đâu ra mà tôi cua gái quá trời vậy nè, trời. Nếu mà mày không cua con Liễu á, tại sao mày cua bà Lệ? Bà Lệ nào? Bà Lệ bán cái tiếng trường mình. Bà nội ơi, bà Lệ bốn mấy tuổi sao tôi cua? Tôi không có, mà tất cả tôi không có, tôi không có giỡn mấy người nha. Thiệt tình luôn á, tôi đi á. Trốn rồi. Tụi tao không quýnh mày á là sao? Mới quýnh tôi. Cú đấm này nè, tao dành cho con Lan. Ui da, tình đi sắp đánh. Còn cái này dành cho thằng Điệp. Ui da, Điệp có liên quan gì trời? Lộn con Liễu. Ui da. Còn cái này, tao dành cho bà Lệ. Ui da, đau quá, tao đừng có đánh nữa trời. Ui mấy người con trai, tao đánh con gái trời, thôi. Thôi đi. Đủ rồi nghe. Cái gì cũng vừa vừa lại tao nha. Còn muốn đánh lộn mà. Muốn đánh lộn mà. Bước vô đây. Nào, còn thằng nào nữa bước vô đây. Tao nói cho mày biết, tao không có thích Lan của mày, cũng không có cua Liễu của mày. Mày lễ gì đó? Trong trường này tao chỉ thích Linh thôi. Đức mới nói gì? Tao nói thích Linh đó. Tôi thích anh Quang Linh mà.
thích Linh sao Đức không nói? À, Linh biết hết rồi hả? Hả? Tại sao Đức không nói là Đức thích Linh? Hả? Tại sao Đức nói đi, tại sao Đức không thích Linh hả? Thì Đức không thích phải nói chứ. Đức rất là mặc cảm. Linh thì biết cái gì? Mặc cảm cái gì? Ma nằm mộng. Linh toàn là làm đốc trưởng. Còn mẹ Đức làm tổ trưởng tổ dân phố. Không có môn đàn hậu đối đâu. Gì vậy? À không, ý Đức nói á là 3 năm trời Linh đều là học sinh giỏi, còn Đức học sinh kém nè. Linh á là thích ăn pizza, còn Đức là Đức gan bánh tráng nướng. Linh mang giày gì? Giày hiệu. Còn giày này á là giày đéo đó. Linh đi xe hơi, Đức đi xe đạp. Linh ra đường Linh đổ xăng, còn Đức đổ nợ. Bao nhiêu là quá đủ rồi. Đức không hợp với Linh, Đức không có chu cấp gì được cho Linh thì tất cả vật chất Linh hiểu không? Bởi vậy Đức Đức mới ẻo lại trước mặt Linh. Vậy mà được bên cạnh Linh, nghe Linh tâm sự, biết khi nào Linh buồn, Linh vui, để bù đắp cho Linh. Nhưng mà tất cả những cái đó là từ tấm lòng chân thành nó phát ra thôi chứ Đức không có ý gì hết á. Nhưng mà đó chính là cái Linh cần. Nhưng mà Đức nghĩ sẽ có còn nhiều người hơn nữa chân thành với Linh, yêu Linh nhiều hơn. Đức không hợp với Linh đâu. Chúc Linh kiếm một người hạnh phúc. Đức, Đức bỏ cuộc đúng không? Đúng. Được rồi. Linh làm gì vậy? Đức sẽ phải trả giá. Nè, tôi không có giỡn mấy người nha. Hey, 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 hey. Linh thích Đức. Dự thi của thí sinh Bá Đức. Anh nhìn các em diễn một cái tiểu phẩm ngắn nói về tuổi học trò, anh rất là thích. Anh nhớ là hồi xưa tuổi học trò anh cũng vậy đó. Nhưng mà anh không có nhát như cái cậu này. Anh yêu là tỏ tình liền, rất dễ thương, rất là hay. Cái tiểu phẩm này làm cho anh nhớ lại kỷ niệm hồi xưa anh cũng mặc cảm nghèo lắm. Anh quen bà xã anh bây giờ là cũng không dám nói. Y chang em, Bá Đức đã làm cho anh gợi lại nhớ là cái kỷ niệm mình ngày xưa. Rồi anh có dạ đến cô vợ không? Đúng đó, anh chưa đủ thông minh như Bá Đức để nghĩ ra. Nếu anh nghĩ ra cái này chắc cũng được á. Ghê lắm. Hả? Bị anh xấu em đừng làm. Em thôi bỏ đi ha. Cái gì? Em đẹp nói, mà. Em nói anh xấu mà dưới vỗ tay luôn á. Vậy là đúng hả? À, đúng chứ. Giống như anh Tài nói á, tôi nghĩ là cái tuổi học trò thì không có đủ thông minh để mà làm như vậy. Và cái anh này ảnh, tôi nghĩ anh là giỡn mặt á. Khi mình làm cái gì mình phải làm cho đẹp, phải làm cho ra, đánh cho thiệt. Còn đánh không được thiệt lắm, nó không có, nó rất là sân khấu. Giống như anh Tài nói là em quá khôn để mà em chuẩn bị như vậy. À, riêng bản thân em, kỹ thuật biểu diễn của em, chị mong á, là nó sắc giống như là thuốc bắc á, nó sắc hơn nữa, trải dài cho nhiều người quá, nó không có đậm như là của em. Khi mà mình làm cái gì mình phải đậm ở mình trước, đây là cuộc thi mà, cho nên lên sân khấu rồi sống chết mình phải bản lĩnh, mình phải theo nó. Còn em cứ lật lật như cái màu áo của hai đứa này nó mặc á, nó có đậm đà như chị với anh Tài. Chị với anh Tài là hai cái màu cam đậm vô cái là em chói mắt, em nhìn thấy liền, hiểu không? Sẽ không có thắng, sẽ không có chân trống, rồi sao anh chạy? Trời, anh đường đường là một công tử, một đứa con của tập đoàn nước mắm lớn nhất thế giới thì chắc chắn xe anh phải không đụng hàng. Những cái người mà chạy xe cổ khác thì nó quá thường, đúng không? Anh phải có điểm nhấn. Nhấn quá giờ dập lá lách rồi nè. Thôi nè, anh
ghẹo em hoài à. Mà em giận anh bây giờ á, sinh nhật em mà đi trễ vậy đó. Ôi mắc cười quá trời, tại em không, cái nhà em nó rộng quá em biết không. Anh chạy 4 tiếng đồng hồ mới vô được cái phòng khách đó. Anh chạy vòng vòng cái bùng binh ở trong bếp á, anh thấy ngã tư anh bắn ra, trời đất ơi, security nó rượt anh. Nhà anh có đèn đỏ mà sao không nói với anh, trời rượt đèn đỏ. Trời, anh nói đi sinh nhật bị Mỹ nó mới cho anh đi đúng không? Thấy thương quá à. Nó nghe nè, giúp anh chuyện được không? Sao? Dừng chiếc xe lên tiếp anh nhé. Thương anh lắm, em mới phụ quá nha. Dừng lên tiếp anh đi, em khổ quá. Ôi, 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 sao vậy? Em dập cái lá lách bên này luôn rồi, em cứu cứu rồi, anh nhập. Dạ. Trời ơi, có kìa, người thì như con mắm còn khô mà đi chiếc xe kìa. Sao đâu. Trời, em từ. Khi mặt trời đang khuất xa, chỉ còn mình hai chúng ta. Anh sợ ngày mai rồi sẽ về đâu người ơi. Em tìm vào trong giấc mơ, đắm chìm cùng muôn ý thơ. Thật tuyệt vời, hương tình dâng nồng thắm. Nào ai có hay biết ngày sau. Cause I don't give a fuck what you say. Baby, I'm a push on my way. So you can go kick rocks. I'ma step bricks up things that I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they put them on display. Yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity. For everyone internally, I had some people burning me, but now they fucking learn to see. Bình tĩnh nha em. Gì vậy anh? Trời ơi, anh tặng em cuốn kim từ điển hả? Em bị điên hả? Chứ gì. À, đừng nói cái thắng xe anh nha. Trời, nếu mà cái thắng xe anh thì anh gắn vô xe anh rồi. Tặng em làm cái gì? Chứ gì vậy? Cái chân trống. Anh nói giận đó, mở ra đi, bất ngờ lắm. Anh làm em run quá à. Mở ra đi. Em mở nha. Ừ. Em mở nha. Mở ra đi em. Vâng, xin trân trọng giới thiệu với em chai nước mắm gia truyền của dòng họ nhà anh, được ủ 1000 năm. Em, chai nước mắm này không phân ure, không chất bảo quản nè, hàng sử dụng hết tiết mục nha. Bây giờ anh nói nghe nè, để có được một chai nước mắm như thế này, gia đình rất là cực khổ. Dòng họ của nhà anh phải bắt cá cơm ở vùng biển Tam Giác Quỷ, sau đó dòng họ mới quyết định mua nguyên một cái hầm Thủ Thiêm chặn hai đầu lại ủ nước mắm trong đó. Anh, vậy có phải hầm Thủ Thiêm mà lúc 9 giờ tối á? Là đúng rồi, 9 giờ tối là đóng cửa, sáng 6 giờ mở cửa, trong khoảng thời gian đó là ủ cá cơm của anh đó. Ghê gớm vậy. Nhưng mà nó vẫn chưa lên men, gia đình anh mới tức quá, mới mua nguyên một cái lò luyện tiên đơn của Thái Bạch Kim Tinh để ủ. Em, ông cô nọ anh gặp Tề Thiên mấy lần rồi chứ không giỡn đâu. Vậy hả anh? Ừ, bây giờ Tề Thiên đâu còn giữ ngựa, đâu còn giữ vườn đào nữa. Ủa chứ giữ gì? Đang giữ kho mắm của anh ở chợ đó. Trời ơi, thiệt hả? Anh nói giỡn chứ sao mà thiệt được đi. Ủa, ghẹo em hoài à. Này, đây không phải là quy trình nước mắm, mà là
công thức nước mắm. Tất cả mọi thứ đều nằm ở trong cái điện thoại này. Nhưng nó không quan trọng. Quan trọng là em thử nước mắm đi cưng. Đợi anh chút xíu. Không thử được thì ăn với cơm nguội nha. Con em với cơm nguội cưng ngon lắm. Trời ơi, anh nhật em là anh mang nguyên chén cơm dặn hờ vậy hả? Trời đất ơi, anh phải đầy chuẩn bị đầy đủ cho em. Nè, mời mọi người ăn thử đi mọi người, nước mắm gia truyền nhà em đó. Mời mọi người nhìn lên bản đồ. Nhanh. Đây. Tập đoàn nước mắm của chúng tôi đã chiếm 99% thị trường nước chấm. Tôi đã đẩy được nước mắm qua tới Hoa Kỳ, New York, New Zealand, London. Em biết tổng thống Mỹ không? Ông Donald Trump có mang nước mắm nhà anh không á? Thiệt. Còn đây, dấu chấm nhỏ nhất đó chính là chỉ nước tương do bà Mỹ Kim làm chủ tịch tập đoàn. Nhưng bà ta đang dần dần chết mòn bởi tập đoàn của chúng tôi. Nào, hãy ra đây. Cho tôi hỏi thu nhập của chị một tháng bao nhiêu? 10 triệu đồng. 10 triệu đồng thưa quý vị. 10 triệu. Nhưng nếu chị giới thiệu được nước mắm cho chúng tôi tới bà con, dòng họ, anh chị, nội ngoại của chị thì chị sẽ nhận được hoa hồng từ công ty của chúng tôi lên tới 100 triệu một tháng. 100 triệu một tháng thưa quý vị. Thì tổng thu nhập một năm của chị là 1 tỷ 200 triệu. Chân thưa quý vị, 1 tỷ 200 triệu, tôi đồ đen 1 tỷ 200 triệu, mất tích luôn rồi. Nào, mục tiêu của chị năm 2017 là cái gì? Mục tiêu của em năm 2017 là cái gì? Mục tiêu của anh năm 2017 là sẽ đẩy tập đoàn nước mắm lên tới lõi của trái đất. Nào, mời các bạn hãy làm theo tôi. Nè, tự nhiên anh bán hàng đa cấp trong nhà em vậy? Kỳ cục. Anh quên, sau này lấy em về á, anh sẽ biến em trở thành bà hoàng nước mắm. Em đi tới đâu là mọi anh nhìn tập trung về em tới đó. Bằng cách nào? Bằng cách gì? Bằng cách xịt dầu thơm của anh nước mắm. Đừng. Trời ơi, sao xịt nước mắm cho người em vậy? Cái gì em? Nè, hiệu nghiệm tức thì, xem nè. Sao ai cũng nhìn em vậy? Họ đang kỳ thị em đó. Họ đang xa lánh em nữa. Bởi vậy em là của riêng anh. Em nghe thấy sợ sợ á. Sao mà không sao? Anh biết lo cho tương lai của tụi mình như vậy á, em thương anh lắm. Anh, bây giờ em đã biết được giá trị của chai nước mắm này nó như thế nào rồi. Yes. Ngày hôm nay, chai nước mắm này sẽ là món quà vô giá trong ngày sinh nhật của em. Chỉ cần em cười là anh thấy hạnh phúc rồi. Em vui lắm. Em yêu anh nhiều. Anh em cảm ơn anh. Không có gì hết, anh yêu em. Sao tự nhiên em đập chai nước mắm gia truyền của anh? Em cố ý á. Cố ý là sao em? Dạ tại tại sao? Dạ tại vì mẹ em là bà nước tương Mỹ Kim đó anh. Wow. Em thích anh lên được nốt nữa. Wow. Nè. Sao? Đó tới giờ giữa anh và em có cái gì là thiệt không vậy? Dạ có. Dạ có. Hả? Dạ. Nó nằm ở đây nè anh. Đó phải vậy. Nó luôn luôn thiệt. Nó luôn luôn nằm ở đây. Cái lòng thù hận đó anh. Nè, tôi nói cho cô biết, giữa tôi và cô kể từ nay chấm dứt. Đi. Đi ra khỏi nhà tôi. Đi. Nhà em. Tôi nói tôi nè. Ê. Hả? Cửa sổ. Ai xây cửa sổ như cửa cái gì trời. Tạm biệt. Tôi thách anh ra khỏi đây được đó. Ủa, vậy chứ cô sẽ làm cái gì tôi hả? Được chứ. Wow! Xin chào chị người nhái. Đeo kiếm bơi trên đầu làm gì vậy? Chị mới đi bơi về. Ồ. Dạ mẹ. Nhiệm vụ con xong rồi. Vô đi. Nhưng mà. Vô đi. À, thì ra là ai? Đối thủ thị trường của tôi đây mà. Xin chào bà Tương Mỹ Kim, chủ tịch tập đoàn Kim Mỹ Tương.
gọi tôi là Mỹ Kim được rồi. Xin chào bà Mỹ Kim bán nước tương. Nào, mời bà ngồi. Cứ tự nhiên như nhà mình, đúng không? Tôi thật không ngờ tất cả mọi chuyện này là trong kế hoạch của bà. Và tôi càng không ngờ hơn bà có thể dùng con gái của bà để làm con cờ. Đồ bỉ ổi. Bỉ ổi? Hay không là do cách mình đánh cờ kìa cậu trai. Ủa vậy tại sao bà lại đi nước cờ này? Bà muốn cái gì? Công thức nước mắm. Mày nói người ta cho, mày khùng cái gì mà phải làm cái kế hoạch lao lao vậy? Cho nha, nói cho đi nha. Thì bà nói bà xin đi. Trời ơi, cho tôi đi. Cho con mắt bà. Đâu có ngu như vậy. Được lắm. Tôi hỏi một lần cuối, công thức nước mắm có đưa hay không? Nói xin là cho, không có hỏi nữa. Đi mày, mày nói xin là cho. Cái gì? Không bao giờ tôi làm ăn được cái mẹ hết trơn. Bây giờ nè, bây giờ mày xin khẩn cầu tha thiết được rồi tôi cho. Xin cho xin, xin thẳng cầu ra thiết đi. Cho đi, cho đi, cho đi, cho đi, cho đi, cho đi, cho đi nào. Cho cái cù lâu đi chứ cho. Không bao giờ tao làm ăn được mày. Bởi vì tôi không, một mày điên cái gì tôi chỉ tôi đưa công nước nước mắm cho bà. Không thôi hả? Một mỗi người làm nó phân nửa cũng được vậy, mất mới được công mắt mày vậy. Tôi mới giết mày chứ bà khùng. Nè, mày ngon mày ngồi đây nè. Bây giờ sao? Chứ sao? Cũng tại cậu, gia đình cậu, dòng họ nhà cậu làm cho tôi. Nóng quá. Oh my god. Đương đương là một chủ tịch mà. Xin lỗi cái nó nguy hiểm trên đầu vậy. Cậu kể tôi đi nha. Sao dòng họ tôi làm cái gì bà? Hả? Cũng tại cái miệng của cậu. Dòng họ nhà cậu, nguyên tập đoàn của cậu làm cho gia đình nhà tôi, công ty của tôi sụi bại đuối. Tôi không ngóc đầu lên được. Bởi vậy cậu nghĩ làm sao mà tôi tha cho cậu được? Hôm nay cậu không đưa thì tôi cướp. Trên bàn kìa, có giỏi thì lấy đi. Trên bàn? Trên bàn đó. Ê, ê! Marry me? Oh yes! Yes, mê trai, mê trai! Dễ gì tôi lấy bà! Không bao giờ tao làm ăn được với mày! Nè, tôi nói cho bà biết nha! Tôi yêu con gái của bà! Chứ không phải là tôi yêu bà! Nè! Ý, cậu đi! Tôi không cần, tôi không cần! Hôm nay, tôi sẽ dạy cho bà một bài học! Để coi cậu dạy tôi cái gì. Một người đi xe máy vận tốc 69 km/h, hỏi người đó đi hết 90 cây, người đó đi hết bao nhiêu thời gian? Anh nói thầy, hồi xưa con cấp học của thầy đó nhớ không? Giờ chỉ con cái câu này rồi con trả tiền cho thầy nha. Alo thầy ơi, con bạn chị Mỹ Kim nè thầy. Dạ, thầy cho con hỏi là một người đi xe máy vận tốc 69 km thì họ bà hết tiền rồi ơi. Ủa, tôi mới ứng 3,000 sáng mà. Trời ơi, họ thọ bắn gì 5,000 coi. Em có xài điện thoại đâu. Thằng trời này mà không xài các bạn. Đấy, đấy, cho chị 5,000 tôi. Mấy còn có 1,500 à? Mày hèn quá, điện thoại không có đủ 5,000 nữa. Ai bắn cho 5,000? Tôi mới bắn mà 5,000 á. Thầy, giúp con đi, con quê lắm là thầy, giúp con đi thầy. Alo thầy ơi thầy. Dạ con bạn với Kim nãy nè thầy. Dạ thầy cho con hỏi là một người xe máy vận tốc 69 km thì họ hết pin. Câu trả lời là cái gì? Mua sách dạy đi. Đồ khốn, quất ra. Hey. Love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up,
It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Tôi nói cho bà biết, mãi mãi bà sẽ không bao giờ lấy được công thức nước mắm. Nếu như không lấy được nó, tao sẽ chôn mày cùng với nó. Nè, nếu tôi chết, chắc gì bà đã còn sống. Tao đã mua chuộc tụi nó bằng tiền. Tiền của bà chưa chắc gì bằng vàng của tôi. Vàng cứng hơn kim cương. Nhưng mà kim cương của bà làm sao qua được nhan sắc của tôi? Ê! Chị! Chị! Đuối lý rồi chứ gì? Vậy thì mày chết chắc! Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ! Mẹ ơi! Tại sao ban đầu mẹ nói với con chỉ cần công thức nước mắm thôi mà? Bây giờ liên quan tới tính mạng con người nữa là sao thưa mẹ? Mỹ Mỹ! Đây là kế hoạch của hai mẹ con mình. Mà là kế hoạch thì làm gì có thiệt ở đây, đều là giả dối. Mẹ! Nhưng mà con yêu ảnh là sự thiệt. Con phản bội mẹ. Được rồi. Bây giờ, một là con về với mẹ, để mẹ con mình là bá chủ thị trường nước chấm. Còn hai là con về với nó để làm bà chủ thị trường nước mắm. Và đừng bao giờ gọi bà Mỹ Kim này là mẹ. Giỏi lắm con gái. Mẹ mày! Lúc anh chết trong chợ đường ống mưa kìa. Anh ơi, cái đường ống nước tương nhà em nó bể anh ơi. Trời ơi. Sống với nước mắm, giờ chết với nước tương. Anh ơi, anh khờ quá đi. Em lừa dối anh như vậy mà anh còn đỡ đạn cho em chi nữa. Em cười lên. Tại vì anh muốn hóa giải hận thù giữa hai tập đoàn nước mắm và nước tương thôi. Nhưng mà anh nói em nghe nè, lý do cũng bởi vì anh yêu em biết không? Mà trong tình yêu người ta hay làm những cái chuyện điên khùng nữa. Bởi vậy, vì em, anh sẽ làm những chuyện thật khác thường. Vĩnh biệt. Anh Mắm. Anh Mắm. Tình yêu sao khác. Ủa, anh chưa chết hả? Chết sao được mà chết? Ủa cái gì ghim vô đây đâu cái gì nè? Anh chết. Đạn cao su mà chết gì được? Anh chết! Anh chết đi nè! Giỡn gì kỳ cục mà. Mẹ này! Có sao không? Có đau không? Ủa? Cái chuyện này là sao? Có gì đâu. Tại vì ban đầu á, mẹ em không có tin là anh thương em thiệt. Cho nên là em với mẹ em mới cá cược nhau vậy thôi. Trời. Rồi đỡ, anh không đỡ viên đạn cho em thì sao? À, tao đi tù. Anh thì em vô thăm mẹ thôi. Wow. Vô thăm mẹ nha. Dạ. Thăm là mẹ buồn. Dạ. Rồi sao, chúc mừng. Ê, con. Trời, chúc mừng con ơi. Đã dễ dàng được ký tá. Mẹ ơi. Mẹ. Đừng. Mẹ đừng chuyện với chết con luôn á. À không, đừng chuyện cho anh chết đây đi. Thôi, nói gì mẹ. Trời ơi, chị qua nãy giờ thì mẹ đã hiểu tình yêu của hai con là thiệt.
Mẹ tin điều đó. Dạ. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác để làm bá chủ thị trường nước chấm mắm tôm. Nhiều sao khác, đôi lúc ta thật kiên. Nhiều người trách mình điên, cứ lao đao dù không. Xin cảm ơn phần diễn viên rất xuất sắc. Hồng Thanh. Hai bạn nữ đứng lại chút xíu đi. Bạn nữ bên áo xanh tên gì ạ? Dạ em là Hạnh Thảo. Đẹp quá, hợp. Làm bạn Thảo này là diễn viên trong nhóm kịch Buffalo, vừa là diễn viên nhạc kịch luôn á chị. Vừa hát, vừa nhảy, vừa múa gì vậy? Chịu quá, trời ơi em diễn mà chị cứ thấm nước miếng anh tài hoài luôn đó. Trời. Chạy rồi thấm. Em ơi, đẹp quá. Đẹp chứ. Hợp lý quá. Chảnh như mày ai. Con chủ tập đoàn là phải rồi. Nãy em được hùng á. Con chủ tập đoàn chịu luôn. Lúc mà xà lên á, are you gonna marry me đó. Yes, I do. Trời, chị nổi hết cả da gà. Khủng khiếp dễ sợ. Chị nghĩ một cái bà bệnh như em là lấy cái ổng đó. Trời ơi, chị chịu quá. Hai bạn đứng đây vô nha. Vô. Hả? Thôi hai đứa vô đi. Hai đứa vô đi. Em cảm ơn hai đứa nghe. Chị chịu em quá. Thanh ơi, đây là một cái tiết mục để mà đi trình diễn rồi. Có phải là thi cử nó đâu mà chấm. Hợp lý, tiết tấu, hình thể, nhảy múa, võ thuật tốt. Nhịp điệu trong người của tụi em ba đứa đều tốt hết. Tình cảm là ra tình cảm. Tào lao là ra tào lao. Hợp lý, họ gây là một tiết mục biểu diễn 10 điểm, khỏi nói nhiều. Vâng, lại một số điểm 10. Biết trước đến từ nghệ sĩ Việt Hương. Bất kể nhạc nào mở lên em cũng feel theo đúng cái bíp nhạc như vậy. Khó để kiếm một cái người nghệ sĩ như em. Cái cốt của em là cái cốt phải làm nghề này, em không có làm nghề khác được đâu. Xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Hương. Anh mà không cho 10 điểm anh biết em. Anh không cho 10. Anh không cho 10 điểm anh biết tôi. Thật ra là anh rất tiếc. Tại vì cái cậu Hồng Thanh này tháng 12 rồi có tham gia trong cái live show của anh. Mà tại do là vấn đề kịch bản cho nên không có thấy được cái tài năng của cậu. Thấy cái điên của nó luôn. Rất tiếc. Nếu mà anh coi trước cái này là anh đã cho em cái vai rất là hay. Em quá hay. Anh thích nhất là cái đoạn em với cô đó nhảy Broadway. Nhạc kịch rất hay, rất tốt. Mặc dù sau đó em có thở nhiều, nhưng mà không sao, do sức khỏe mình thôi. Nhưng mà em trụ tự động cuối mà em toàn là diễn bằng sức khỏe, hành động không là anh rất là thích. Nói tóm lại là bà Hương bà sao thì anh sẽ như vậy. Yes. Xin chúc mừng cho Hồng Thành.